Chơi giờ anh vô nè. Hello, xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại kênh YouTube Ichimoku Club cùng với buổi livestream hỗ trợ anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch buổi chiều này anh chị nha. Hy vọng là những cái chia sẻ của hai anh em trong chiều nay sẽ giúp cho anh chị nhà đầu tư có những cái có mang lại sự hữu ích cho anh chị đầu tư, cũng như là mang lại những cái góc nhìn nó giúp cho anh chị đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như là mang lại lợi nhuận tốt nhất cho anh chị nha. Anh chị bị tham gia Hello. hay ok. Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư, lại là em Hoàng Yến và anh Quý Thành quay lại hỗ trợ anh chị mình trong phiên giao dịch buổi chiều ngày 9 tháng 4. Chúc anh chị mình sẽ có một phiên giao dịch buổi chiều thuận lợi, và anh chị mình cũng đừng quên ủng hộ hai anh em bằng những lần like và thật nhiều trái tim một tí ở phía comment nhé. Này, chiều nay có Yến xinh đẹp này anh chị, tí nữa có thêm một nữ nữ nữa nha chị nha. Cũng một bạn nữ rất xinh đẹp nha, mọi người cùng chờ đón và ủng hộ em ấy nha. Em chào anh Quyên Tô Bình ạ. Anh Quyên Tô Bình à? Anh đọc là Tô Bình Quyền đúng không? Ok, xin chào anh Tô Bình Quyền. Lại cho hai nghe từ một tím nha. Ờ, chưa thấy ai vô anh chị. Ok, nhìn sơ về phiên giao dịch sáng nay anh chị. Sáng nay thì hiện tại VN-Index đã phá vào vùng khách sạn 15 phút 1253 rồi. Phá nhẹ thôi nha, chứ chưa chưa có gọi là phá mạnh. Nhưng mà đâu đó tầm 3 trong vòng tầm 2 cây nến tới 3 cây nến đó, tức là sau 1:45 thì anh chị mình sẽ có một cái nếu mà VN-Index nó vượt lên được thì ok, nhưng mà nếu mà VN-Index không vượt lên được thì khả năng nó lì xình ở đây hơi lâu, cũng phải muốn vượt thì cũng phải đợi sáng ngày mai anh chị. Ok, xin chào Mỹ Lệ nha. Hello Mỹ Lệ nha. Dạ em chào anh Quý Thành với lại chị Yến ạ. Em chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Em là Mỹ Lệ, em đang làm bên công ty chứng khoán SSI, cũng là một thành viên của câu lạc bộ ITV. Thì rất mong trong thời gian tới được quý anh chị mình ủng hộ cũng như là giúp đỡ ạ. Anh chị mình like mạnh chào đón và ủng hộ em Mỹ Lệ nha. Đến Chiều nay nay mới có còn cơ hội được gặp chị Yến. hot 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 Đúng rồi. Con chào chú Bình Dương, em chào chú Tiểu Đành Trứng Xây Chùa, chào anh chị Nhung Hồng, anh Hiếu Leo, anh Mr. Hạnh, anh Lê Huy Bắc, em chào mọi người ạ. yeah, xin chào anh Hiếu Leo nha, xin chào chị Nhung Hồng, xin chào anh Lê Huy Bắc, chào anh Mr. Hạnh. Hôm nay có thêm một bóng hồng nữa nha anh chị. Nói chung là Cường đi là em Thành sẽ được gặp nhiều bóng hồng anh chị nha, chứ Cường mà ở nhà là mở cửa anh chị. Cường ở nhà là Cường xí hết bóng hồng rồi. VN-Index thì còn cơ hội trong chiều nay nha anh chị nha, còn cơ hội trong chiều nay, sau đó tầm sau 1:02 kia đến, sau 1:45, nói chung là từ đây tới 1:30, 1:45 thì VN-Index có cơ hội để bứt phá đi lên. Nếu mà VN-Index nó vượt được cái vùng giá là 1.256, 1.258 á, thì chiều nay khả năng là VN-Index sẽ có một nhịp kéo hơi mạnh. Nhưng mà nếu mà không vượt lên được thì khả năng là VN-Index nó sẽ lình xình ở đây khá là lâu đó nha anh chị. Thêm cỡ đâu đó tập phải sân sáng ngày mai nữa. Đó, ghê không? Bóng hồng này chiều nay tăng kịch trần luôn rồi. Em cũng mong là tăng kịch trần thiệt. Em chào anh Dũng, chủ tịch fan club ITV ạ. Chào chị Hiền Bùi, lại thêm một em gái dễ thương nữa. Mọi người thấy ITV toàn các em xinh đẹp dễ thương không? Mọi người cố gắng bấm like thật nhiều và thả thật nhiều trái tim để ủng hộ em Mỹ Lệ nha. Anh chị nào biết được khóa đúng không, đã khen xinh là phải mở một tài khoản SSI, mở một tài khoản VPS nó mới thực hóa được cái lời khen của anh chị đúng không. Anh chị mình khen 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 không thì làm sao mà tiếp được trái tim của hai bác phòng anh chị. Anh chị mình
Anh chị gặp Thảo rồi Thúy rồi thì giờ có em Lệ nữa nha. Anh chị mình trong thời gian qua chưa có người đồng hành hỗ trợ và cũng cảm thấy phù hợp với cách tư vấn của anh em ITP thì mọi người cứ về đội của tụi em ha. Có em Mỹ Lệ BSI này và em Hoàng Yến, anh Quý Thành sẽ ở bên VPS. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của anh Quý Thành nhé. Để anh Quý Thành gửi lại contact của em Mỹ Lệ. Các em sẽ hỗ trợ mọi người mở tài khoản hoặc chuyển ID để về team anh em nhé. Xin chào Rồi chị để Hạnh em Ngô. Cảm ơn chị đã thả cho anh em rất nhiều trái tim màu tím, màu xanh là comment ạ. ok là cho anh xin cái thông tin ID của em với cái số điện thoại nha. Dạ, số điện thoại là Có 0372. nhắn nhắn cho anh đi để anh ghim lại trên cái comment luôn. Em chào anh Vũ Tú, cảm ơn anh luôn ủng hộ livestream của em, nhưng mà anh chào em thôi thì không được đâu. Anh cố gắng chào thêm anh Quý Thành đẹp trai này, anh Mỹ Lệ xinh, em Mỹ Lệ xinh gái đấy nha. Không được khen được mình em xinh đâu. Em là chú nha anh chị, chú á, nếu đúng hơn là nếu phong tục theo phong tục miền Bắc đó nha anh chị, em là các hai em ở đây gọi em bằng chú nha. Không, 12 tuổi chưa đến chú. Hết anh chị đứng đùa. Liệu lại có phá giếng đất thành của thành không nhỉ? Em cũng hy vọng lắm anh. Cảm ơn quý anh chị vì rất là nhiều ạ. Cái gì phá, cái gì à, phá phá cái vớt của em à, vớt vớt em chỉ cần hôm nay nó xanh rồi là em phá vớt được rồi anh chị, nhưng mà xanh 30 chưa phải là Tết anh chị nha, nó còn cái ATC nó, bây giờ em ngán ATC lắm anh chị. Hello anh Nguyễn Quang Thắng, anh chị mình theo dõi livestream thì mọi người có câu hỏi mọi người để lại ở phần chat nha. Hôm nay có em Mỹ Lệ sẽ đồng hành và hỗ trợ mọi người ạ. Okay, xin chào anh Hùng Lê nha. Ok anh ITP toàn cái đẹp không? Ok xin chào Mỹ Lệ. Em cảm ơn anh Hùng Lê nhiều. Viên đất chiều nay chào đón một bóng mới tăng 10 điểm. Tới luôn anh chị. Nhưng mà để mà tăng 10 điểm thì hôm nay thì nói chung là từ đây tới 1:30 viên đất nên đóng cửa nằm trên 1256, thì cái tỷ lệ VN-Index nó kéo nó sẽ ok hơn, nhưng mà nếu mà lình xình dưới 1256 thì đâu đó tập sau qua 1:30 1:45 thì nói chung là nó phải nằm đấy, ít nhất là phải hết chiều nay nha anh chị, hết chiều nay. Anh Tiêu Cảnh Ninh, anh hỏi gì đây? Thảo ơi, cho anh xin chiều giữ ghiêu với Yến, cảm ơn Thúy. Là sao Ủa anh cố tình treo đúng không? anh gì vậy, anh đi nguyên vòng luôn anh. Đi hết gái ITP Ok, chiều nay Hello Nam là nha. đó, ok. Anh được ăn. Ok, hello An nha. Ok, xin chào mọi người, chào Quý Thành, Em chào tại Yến, Nam. chào lại nha. Hôm nay tưởng đâu là một mình anh Thành cân hết nữa chứ. Không có đâu, chú bị vô để cân bằng âm dương nha. Sáng mình cân hai được rồi, giờ tiếp tục chứ. Ok, Anh tiếp tục. Đây, chiều này dưới tiếp anh chị nha. chị. Dạ, xin chào mọi người ạ. Anh Nguyễn Hôm Ngọc nay Anh. Anh ngoài Bắc chưa lấy vợ vẫn gọi là nhóc và cu, căng vậy anh. Chết rồi. Vậy là em nếu về bối phận là An nó chuẩn bị lấy vợ là em dưới dưới cấp An đúng không anh? Hôm Hay nay đợt nhường mic cho này em Lệ nha. Lệ cứ chủ động trả lời câu hỏi của anh chị mình nhé. Ok. anh chị mình đang comment nhiều quá vậy. Nay làm khán giả thôi, nhường sân cho lời thể hiện. Mọi người cùng lên cho nó vui chứ, để cho thị trường nó lên. Chiều nay thì cũng quan trọng lắm á. Từ đây đến 1:30 và nằm trên được 1256 nha, chưa cần 1258 đâu, 1256 thôi, cơ hội nó bứt phá nhanh, chiều nay có gì anh chị. À, nó Không biết cứ là hôm nay anh Thành có phá dốc được không này, có hai bạn vô cân lại rồi đó. này Ok, anh chị chiều nay có yêu cầu gì đặc thù không, ngàn like có yêu cầu gì đặc thù không? ok Thường thường là ngàn like là
Các em gái sẽ hát cho anh chị mình nghe đúng không? À, anh chị mình chiều nay làm sao làm nha, ngàn like nha anh chị. Em lại nghe chị Yến hát rồi đấy nha. Trời ơi, xấu hổ quá đi. Ok, anh chị mình đang hỏi CTS này, là Lệ hỗ trợ anh chị mình nhé. Ok, em sẽ đi từ trên xuống luôn ha. Có anh Nguyễn Anh Tuấn hỏi con Hòa Phát hồi về được bao nhiêu. Ok, thì đối với Hòa Phát thì anh chị mình nhìn hiện tại nó về được ngay cái vùng giao găm quanh cái vùng giá là 29.2. Thì hiện tại thì đang có các khách sạn mở ra quanh vùng giá 30.2 ấy. Thì về đến cái vùng đó thì anh chị mình có thể là chúng ta chú ý chúng ta hạ bớt giá vốn cũng được với anh chị ha. CTS anh mua 38.5. CTS anh mua 38.5. Em xin hướng xử lý nha. 38.5 là anh mua ở đâu ta? Đây, ở khách sạn luôn. Chơi khách sạn xíu. Cái đoạn này mà về được khách sạn là anh chị mình được về vốn với CTS này. Anh chị mình chờ ha. Có không thì anh chị mình canh coi nó có nhịp điều chỉnh về cái vùng cân bên dưới này. Đâu đó tầm 35.9 là anh chị mình chúng ta tham gia. Thì đâu đó tầm thêm 2 ngày nữa nó sẽ có khách sạn mở ra về đến cái vùng giá 38. Thì lúc đó anh chị mình có thể là chúng ta cân nhắc là chúng ta thoát dần anh chị nhé. Hạ bớt cái giá vốn là ok rồi, còn thoát hết thì cũng không cân nhất thiết đâu anh chị. Liệu hôm nay có đạp ATC không? Cái đó, cái đó là câu trả lời khó nhất trong trong đây cho bây giờ nha chị. Mấy hôm rồi đó, thì hôm nay nữa thì em cũng không dám chắc. Quá tam ba bận mà giờ là 4 phiên luôn rồi. Nhưng mà nhiều anh chị mình nói là phiên hôm qua mặc dù đạp ATC nhưng mà thanh khoản không cao đúng không? Được cái là hôm qua thanh khoản không cao. Ok, thì để xem hôm nay nếu mà nếu thanh khoản qua không cao thì hôm nay nó có thể kéo. Em coi anh chị chờ đi chị nha. Bây giờ thị trường là chúng ta có thể là chờ những cái vùng nó kịp kiệt vô như thế này nè, để chúng ta sẽ chờ đợi được những cái giai đoạn mà thị trường nó bắt đầu là không có những cái áp lực bán tháo nữa, là cơ hội cho anh Thành phá dớp rất lớn nha. Lại với Yến hỗ trợ các anh chị đi, hôm nay nhường sân cho tụi em. Ông rồi anh dí từng người. CTG 34.4 xin hướng xử lý em Yến ơi. CTG 34.4 là cái vùng kinh doanh phẳng của nó, cũng là cái khách sạn hút giá lên. Thế thì nó sẽ hồi về được đúng cái vùng cho mình hòa vốn, chị cố gắng nắm giữ thêm nha. Chị Nhung Hồng, CTG nói thêm cho anh chị là cái tỷ lệ mà nó phá khách sạn dịp này hơi cao nha. Nếu mà nó tồn tại, nó giữ được ngày hôm nay, nó giữ được vùng giá này, thì sang ngày mai cái tỷ lệ mà nó phá lên khách sạn cũng khá là ok. Nha anh chị. VDS hôm nay giá hôm nay hồi lên được bao nhiêu? Lệ ơi, anh dí từng người anh chị. Anh làm em hoang mang quá. VDS đâu đó còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa là có khả năng, nếu mà vượt qua được quanh cái vùng giá 21.2 thì có khả năng là quay trở lại được cái vùng 21.8 anh chị. Thì ngày hôm nay là có khả năng về được cái vùng này, anh chị mình có thể là chúng ta chú ý ha. Cái hỏi An này, anh An thấy sao con VDS này anh An? Ok, xin chào anh Sao Vũ nha. Nếu mà con VDS không biết là cái vùng giá vốn của mình đang như thế nào nha. Nếu mà theo em á, quan sát thì thường sẽ là các anh chị đu ngay cái cây ngày 2 tháng 4. Đấy, cái vùng giá này cũng đang cao quanh vùng giá 23. Thì về tới đây là chúng ta cũng đi cũng là gần 5% rồi. À đâu, 10% luôn chứ. Đấy, đang nhịp hồi này cái vùng khách sạn của VDS nó sẽ lanh quanh đâu đó là 22. Đấy, với cái động lực bán nó không còn nhiều nữa thì cái về vùng được 22 có thể là duy trì cho tới thứ năm. Nó về đâu đó là 21.7, 21.8 là chúng ta có thể canh xử lý trước rồi, xử lý một nửa thôi nha. Đấy, còn một nửa trở lại nếu mà nó bật được luôn trên lại vùng 22 thì chúng ta có cái vùng giá tốt để chúng ta bán ra. À, còn không thì chỉ chạm đâu đó vùng 22 quay đầu thì chúng ta xử lý hết phần còn lại thôi. Nếu mà lên được hồi nhịp này thì nhóm chứng khoán này cũng sẽ là một cái phiên
về lại cái vùng nền trên là tiếp tục tích lũy ở đó thôi, chứ chưa phải là một cái vùng chạy ngay được của cổ phiếu đâu. Nhất này là cơ hội trong tuần này là các anh chị có cái điểm xử lý nó ổn hơn nếu mà trong cái nhịp trước cuối tuần trước chúng ta chưa kịp làm gì hết. Ok, VIX hồi phục được về vùng bao nhiêu? VIX cuối tuần này, đầu tuần sau cũng có khách sạn mở ra hút giá lên và khách sạn mở ra ở cái vùng 20-20.2. Thế nên nếu mà mình đặt mục tiêu hồi phục thì mình chờ 20-20.2 nhé. À, anh Thành, nhờ anh xíu anh cầm hình em để qua sát bên góc chỗ Yến đi, để khỏi bị Thành ra lườm hai bạn chị Mai Khanh nè. Sao anh cứ lườm hai bạn nữa? Sao không bỏ được anh chị, không bỏ được. An nói chung là nhìn sang hai bạn gái. Nói chung vậy thôi anh chị ha. Này là anh Quý Thành nhìn sang, còn là anh An là nhìn qua mỗi người nhìn một góc là ok rồi. anh gửi lại danh sách tỏa rồi. Ok, đợi em xíu nha. Mất tiêu rồi. À, chưa lưu cái file của. À, ok. CSV nên mua mới giá nào vậy Yến? CSV này chính ra là đang neo hơi cao rồi. Em thấy là đang hơi mất cân bằng trong đa khung. Hôm nay thì nó lại đang phá khách sạn nữa. Nên hiện tại chưa có chiến lược vào đẹp đối với CSV. Nếu là em thì em sẽ chưa thấy có chiến lược vào đối với CSV. Không biết ha, anh Quý Thành anh có đồng ý với em không? À, CSV thì bây giờ chúng ta nhìn nha. À, phân tích theo Ichimoku thì nó đúng là nó bất kỳ run rồi, nhưng mà nhìn theo phân tích khối lượng nha anh chị, khối lượng bán của CSV 3 phiên vừa rồi liên tục nha, đang có dấu hiệu là giảm dần, kiệt vô lại. Thì bây giờ CSV nó cũng về test lại đúng là cái vùng tích lũy của nó trước khi mà nó nổ cây cái ngày 29 tháng 3 thì nó đang về test lại đúng cái vùng đỉnh cũ nó. Thì anh chị mình nếu hôm nay CSV nó quay lại nằm trên 61.962 thì anh chị mình có thể mở mua lấy vị thế tầm 30-50% mới có CSV được nha anh chị. 30 thôi, theo em là đoạn này anh chị đừng đánh dài quá, đánh lớn quá, đánh 30 thôi anh chị. Ok, mua mới BAF được không là BAF anh chị mình chú ý cái vùng mốc hỗ trợ quanh 26.6 là anh chị mình có thể là chúng ta tham gia được này. Chúng ta tham gia một cái nhịp T cộng, ok, test lại cái vùng đâu đó tầm 27.9, 28 là anh chị mình chúng ta canh là anh chị mình thoát là được rồi. Đến đây thôi ha. Ở này chúng ta đánh nhìn ngắn trước anh chị. BAF, theo anh chay. Theo anh là BAF con này ok không anh? Quốc được không anh? BF mà muốn đánh ha, đánh kiểu này thì mua mới là mình sẽ đánh ở cái vị thế đánh ngắn và đặt cược nha. Nếu mà con BF ngày hôm nay nó vẫn giữ được trên cái vùng đó là 26.6, nó không có một cái lúc nào mà quét vào hết đó, và thanh khoản cũng đừng có nổ lên, thì hôm nay chúng ta lấy vị thế ở đây khoảng là 30% thôi. Cái vùng cân bằng của nó là kỳ vọng sẽ là về vùng 27-27.5 đó. Đấy, đó là thứ 3, thứ 4, thứ 5. Nếu mà tới thứ 5 hàng về mà nó chỉ lanh quanh hơn 27 chút xíu, hoặc là chỉ lanh quanh 26.8 là mình vẫn có thể chấp nhận là mình hạ chứ một nửa đi. Nhịp này là chỉ là cái nhịp hồi, nên là mình đánh ngắn thôi. T cộng 3, T cộng 5, cùng lắm là T cộng 7. Nếu mà vẫn chưa bứt phá lên được cái vùng 27.5, 27.7 trên này thì chúng ta phải xử lý nó thôi. Đấy, nhịp này là nhịp hồi ngắn mà. Mình đặt cược và cái con này nó cũng quét chân ngay dao găm lên rồi. Đó. Có thể là đánh ngắn rồi, đánh nhỏ thôi. Chứ khúc này thì theo em là thị trường chung nha, cũng như là đa phần cổ phiếu ấy, cũng chưa phải là cái giai đoạn để các anh chị đánh mạnh bạo, mua nhiều, mua full đâu. Và theo em đánh giá thì tuần này vẫn là cái tuần phục hồi để cho các anh chị mua của tuần trước nha. Chúng ta không theo được kịp cái những cái nhịp tăng của giai đoạn trước á, mà mới nhảy vào mua hoặc là đã bán rồi mua lại của tuần trước, là cái lúc này chúng ta cơ hội để xử lý nè. Xử lý ở cái vùng gần hòa vốn hoặc là chỉ lỗ nhẹ thôi để chúng ta có lại sức mua.
Đấy, có sức mua rồi, thị trường điều chỉnh thêm một lần nữa hoặc là đánh bật tăng nền qua khỏi được cái vùng 1.300 ấy, thì chúng ta là có cái sức mua và cái tài khoản của chúng ta nó không có bị vi phạm gì hết, mua sẽ thoải mái hơn là các anh chị gồng mà nó lỗ, đang lỗ nặng, thị trường nó hồi phục lại chúng ta cũng không có dám mua, sợ kẹp hàng lần nữa, sợ là đu ngay đây nó không lên nhiều mà nó chỉ lên xíu nó chỉnh, đấy là mất cơ hội. Đấy là cái tuần này là cái tuần để cơ cấu để xử lý tài khoản là chính nè. DTD có khả năng hồi không ác? Em thấy là có. DTD nếu không tiếp tục vào đáy nữa thì hai ngày nữa nó sẽ cũng có khách sạn mở ra rồi, khách sạn mở ra ở cái vùng 29.1. Thì mình sẽ đặt mục tiêu hồi về 29.1 sau 2 ngày nữa. Có nhiều anh chị hỏi VIX quá ha. VIX phục hồi về bao nhiêu được hả? VIX vào giá bao nhiêu? Thì đối với VIX nãy chị Yến có chia sẻ với anh chị thì hiện tại VIX nó đang có vùng hỗ trợ quanh vùng 18.9 này và đang có 2 ngày nữa chị nha, sẽ có khách sạn mở ra có khả năng phục hồi về cái vùng giá 20.1. Nếu mà anh chị mình mà chúng ta đang có hàng mà chúng ta đang bị lỗ đối với các thì anh chị mình có thể là chúng ta mua thêm quanh cái vùng giá là 18.9 xong rồi có cái nhịp hồi khách sạn về cái vùng giá 20.1 thì anh chị mình cân nhắc để chúng ta thoát. Thì như vậy thì anh chị mình chúng ta hạ được cái tỷ trọng xuống thì nó sẽ ok hơn anh chị nha. Đấy là về con VIX. Anh Tấn Nguyễn, Novaland 18.5. 18.5 thì Novaland theo em là bình thường không sao hết. Hôm nay là cái nhịp nó bán ngược của ngày hôm qua thôi, nó vẫn đang tiếp tục đè. Hay nếu mà mình mua ngày thứ 2, thứ 6 đi, ngày thứ 6 chúng ta mua được. Thì hôm nay hàng về 18.2, 18.15 nó chưa có vi phạm gì nhiều, mình có thể là đặt cho nó một cái vùng hồi phục ở quanh cái vùng giá 18.3 đấy. Nếu mà nó đạt được vùng 18.3 thì khả năng nó về lại cho vốn mình rất cao. Đợt hồi này thì em nghĩ là nhóm bất động sản nè, nhóm thép sẽ là hai cái nhóm ngành nó có được cái sức bật tăng tốt hơn với phần còn lại. Vì các anh chị thấy trong suốt cái quá trình vừa rồi khi mà ngân hàng nó kéo thì chỉ có đâu đó là chứng khoán là được hưởng lợi nhiều nhất, là chạy nhiều nhất. Đấy, bất động sản thì cũng chỉ có vài mã nó tăng theo thôi. Thép thì hầu như là chích chân rồi, đứng im một chỗ đó giờ luôn. Đấy, thì bây giờ là khi mà thị trường nó có những nhịp hồi như thế này, những cái nhịp cuối như thế này, ngân hàng vẫn không gãy đó, thì có thể là tới lúc này thép nó sẽ là cái nhóm ngành bật tăng trước, rồi sau đó là bất động sản vào một cái nhịp cuối cho một cái kết thúc cái quá trình tăng rất là mạnh của thị trường từ cái giai đoạn cuối 2023 cho tới bây giờ. Nay em thằng chắc chắn phá giớp rồi. ATC đi anh chị. 30 chứ phải là Tết anh chị nha. Bây giờ nếu mà phái sinh đóng cửa nằm trên được 1262 á, hoặc là 1266 hôm nay á, thì ok. Thì khả năng là phá giớp khá là cao nha anh chị. Đấy, Vintech đang kéo này. Liệu nó có vượt qua được một cái vùng, nói chung là cái vùng nhỏ ở quanh cái vùng này anh chị. 1256, 1257. Nó chưa đóng cửa nằm trên, hôm nay mà chỉ cần đóng cửa nằm trên 1258 thôi là khả năng ngày mai nó sẽ kéo nha anh chị nha. MWG kiểu này có tím được không anh chị? Sáng giờ nó đánh ác nha. À, sáng nay là hình như là DGW là thảo gáy kinh quá. Sáng nay là nhóm bán lẻ, nhóm bán lẻ tương đối mạnh. MWG hôm nay MWG bật tăng như thế này, vượt 52 rồi thì chúng ta có thể là chờ nha, cho MWG vào danh sách chờ. Nếu nó đánh nó test lại được cái vùng giá 52.3 một lần nữa mà không thủng à, hoặc là cái trường hợp mà nó bật tăng mạnh luôn đó và được cái 54 test lại thì chúng ta sẽ tham gia. Còn kỳ vọng trước mắt là nó phải có một cái nhịp test nhẹ ở quanh cái vùng 52, 52.1 ở đây một lần nữa thì chúng ta sẽ vào. Đấy, đã đánh như thế này là
lợi thế đến từ tin tức nè, đến từ câu chuyện của doanh nghiệp nè. Đấy, sau những cái phiên bùng nổ mạnh lên rồi nó tích lũy, nó không giảm nhiều nha, cái gì đấy. Ba phiên ATC đạp banh sát vậy mà MWG nó không có giảm nhiều, chứng tỏ là tổ chức vẫn đang cố giữ MWG, một phần là để giữ chỉ số, một phần cũng là đang muốn gom hàng. À, chán nản bán ra ở những cái đoạn này thì hầu như là lực cung đều bị hấp thụ hết. Nên tới giờ này, tới giờ tới ngày nó tung ra những cái tin mà hoàn thành cái deal bán riêng lẻ của Bách Hóa Xanh xong là lại kéo. Đấy, đúng ngày đúng giờ luôn. Chiều thảo live riêng anh chị. Chiều nay có bí lạ này anh chị. Chị mày hỏi cứ hỏi thảo hoài vậy. Nên tập quen đi nha, tập quen đi anh chị. Em chào anh Linh Hà nha. Anh Linh Hà là anh Hà Linh đúng không? Em hỏi lại anh chị chứ không? Tại bây giờ anh có đổi tên không? Chứ bây giờ anh hơi bị liệu nha. Ờ, sao tự nhiên thành Linh Hà đấy. À, tự nhiên bữa nhớ tên anh tên Hà Linh mà. Hà Linh rắn lệ mật anh chị nha. HPG đang cầm 29.8, margin tỷ trọng 30%. Hôm nay có vào full được không các? Vào full được không em Lan? À, full nè. Anh căng nhỉ. Đợt này Hòa Phát thì cũng chưa đâu anh chị. Nếu mà theo góc nhìn của em thì đối với Hòa Phát thì hiện tại vẫn chưa vào full được đâu. Tại vì nếu mà nó về được quanh cái vùng giá 29.2 cũng chỉ để anh chị mình chúng ta đánh một cái nhịp lên cái vùng biên trên, nó quanh cái vùng giá 30.1, 30.2 là chúng ta cân nhắc là chúng ta sẽ thoát rồi. Còn đoạn này thì để mà đánh giá là thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục đi lên thì đoạn này em cũng khá là thận trọng quý vị nha. Chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong giai đoạn này. Đặc biệt là phần margin thì anh chị mình chúng ta cũng nên hạ bớt để cho nó thoải mái anh chị nha. Anh Hà Linh vẫn anh Linh Hà vẫn anh Hà Linh đúng không? Ok anh. On info margin. À, một số anh chị VSA nói là chiều nay kéo đúng không? Nay bên đấy kéo full cây đúng không? Chưa anh chị, mới có cây, có phiên giảm, có phiên thanh khoản thấp mà anh chị mình vui vậy. Bên đấy mới có phiên, mới có một phiên mà mình lạc quan quá nha. Mấy phiên trước thì vẫn đang u sầu, sợ nó về 1220, 1230 mà giờ mới có một phiên sáng thôi mà các chị là kêu là mình đi kéo một cây rồi. Hôm nay chứng nổ anh chị, hôm nay chứng nổ. Ok, trời nó giảm tới mức đó mà hôm nay nó không nổ cũng lạ anh chị. Chứng bị đạp nguyên mấy phiên liên tục, ba phiên liên tục anh chị, đạp như là muốn sàn tới nơi luôn rồi anh chị, thiếu điều là sàn thôi á. Anh chị mình chưa gì đã vui vậy. Em thấy là VinDex đang chứng lại lực tăng anh chị nha. Em thấy ghê ghê nha anh chị. À anh Hà Linh, à rồi em nhớ anh rồi. Ghê, ăn vịt trời với anh luôn. Đâu, đấy là ra Hà Nội, anh Hà Linh, anh mời cả anh Chi Phi đi ăn. À đúng rồi. Đó, anh nhớ anh rồi, đến còn đến nhà anh chơi nữa mà. À, không ngờ là anh luôn đấy. Này là không ổn rồi, đi ăn cùng rồi mà không biết không nhớ. Vậy là chính thăm nhà luôn. Nhưng mà anh để A3 thì em mới nhớ được chứ, anh không để A3 sao em biết được. Buồn đúng không, buồn quá đúng không anh. Ăn vịt trời với nhau mà về tận nhà mà không biết được tên anh. Đâu em có biết. Ok KDH xin là vào anh Quý Thành ơi. Đâu KDH xin giá vào Yến ơi. Dĩ nhau quá. Ok, giá vào KDH vào được Yến. Vào được không Yến? KDH em thấy hơi lơ lửng. Không, em thấy điểm này tham gia chưa hẳn là đẹp lắm. KDH về được hẳn 34 thì là đẹp nhất. Còn hiện tại thì lơ lửng thế này thì em thấy là thôi. Chờ hồi thôi. Ok, theo lại về KDH vừa đồng lại.
KDH đợt này em cũng đang theo dõi, khả năng là nó bị đang bị mất cân bằng á, nó khả năng về do gam 34 chúng chị Yến mà. Đợt này trừ khi mà nó tích lũy được trên quanh cái vùng giá 35 này ok á thì khả năng là nó sẽ có khách sạn hút giá lên. Còn không mà nó cứ tiếp tục phá đáy như vậy thì khả năng là về 34 là hơi cao các anh chị. Anh em có ra Hà Nội được đâu anh chị, em có ra được đâu, Yến có cho ra đâu Ờ, hay anh hôm trước anh An hỏi sao anh không dứt khoát mà. chị. Ơ sao Dạ có anh Xuân Thủy ở đây vậy? Anh lên xem ăn vịt với. hết. Đây là anh Thủy nha. Ồ chào anh Hello Thủy. hello anh Thủy nha, chiều nay anh chị lai yếu vậy, lai mạnh lên chị. Trời, có một em gái mới mà anh chị mình lai yếu quá, 800 anh chị đang xem livestream mà có 253 like à. Anh chị muốn nghe các em gái hát không anh chị? Ngàn like đi Không, em. à, em thấy là anh Thành rap rất là hay đấy. Có lẽ anh Thành rap rồi nên là mọi người 1.000 like để được nghe anh Thành rap nha. Anh em mà rap là nguyên đất có đi gì đồ anh chị đó, thấy chưa đó, anh chị thấy chưa, Vinback quay đầu nè. À, các anh chị đang theo dõi là có thể là ủng hộ bố anh em ở đây đủ 1.000 like nè, để cho anh Thành là có một phiên phá giớp nha mọi người. À, bình thường là anh Thành xuất hiện ở cái luồng này là chúng ta đều trông chờ điểm mua. À, thì hôm nay là có thể là tặng anh Thành thêm 1.000 like nữa để chúng ta có cái vùng gọi là cơ cấu và xử lý tài khoản nó đẹp hơn chứ không phải là canh mua nữa. Mỗi hôm anh Thành xuất hiện là các anh chị đều hoang mang liền. Hôm nay là anh Thành cho mọi người có cơ hội để xử lý bán được ở cái vùng giá đẹp mà. Mới nói xong bị tách lạp cho cây luôn. Thì Thì bình tĩnh, đang đi lên là phải có rung lắc, phải có tai nạn xí chứ. CTG giúp chị 34.1. Ok anh chị, 34.1 thì khách sạn đang mở ra ở 34.3, hồi lên trên đó được. Như theo em dịp này em thấy nè, dịp này Vindex có quay lên tiếp tục xu hướng tăng hay không, thành bại tại ngân hàng nha anh chị. Nhìn theo Ichimoku chỉnh pháp thì ngân hàng nếu mà trụ được ngày hôm nay thì sang ngày mai khả năng là ngân hàng nó kéo được nha anh chị nha. Sang ngày mai khả năng ngân hàng là kéo được, khả năng là CTG nó phá khách sạn đi lên luôn đó nha anh chị. Ít nhất là nó cũng phải lên tới được 35.5. Thì thành bại của dịp này là do ngân hàng nha anh chị nha, chứ không phải là do nhóm ngành, bất kỳ nhóm ngành nào cả. Ngân hàng nó đã tích lũy đủ lâu rồi nha anh chị, để xem là ngân hàng dịp này nó có đạt được kỳ sau sau những cái phiên tích lũy quá dài như vậy thì ngân hàng nó có trả lại cho anh chị một nhịp tăng hay không. Đó, BIDV, CTG, Vietcombank thành bại hay không là do ngân hàng nha anh chị nha, chứ không phải là do các nhóm ngành khác đâu anh chị. Cái đoạn này là có một cái câu nói vui của em An với lại anh Quang Huy trong room á, là đoạn này chúng ta có 6 chữ, anh chị biết là chữ gì không, cũng liên quan tới nhóm ngành ngân hàng á. À, cái 6 này, cái chữ, mà những cái chữ này là em với anh Thành cũng hay nói đó, nhưng mà giờ cô đặt lại một tí là ngân hàng không bán tháo Chúng ta không cần phải xử lý hết hả? đó, đấy là một câu đầu tiên. À, ngân hàng không bán tháo nè, thị trường, toàn thị trường kiệt vôn nè, chờ một phiên bùng nổ đấy, chúng ta đang chờ những cái tín hiệu như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã có hai tín hiệu đầu tiên, đó là ngân hàng không bán tháo và thị trường cũng đang bắt đầu vào vùng kiệt vôn rồi đấy. Nếu mà cái vùng kiệt vôn này duy trì khoảng đâu đó một tuần thì là cái nhịp bùng nổ nó cũng sẽ khá là mạnh đó. Bùng nổ cái cú này thì nhóm thép và nhóm bất động sản như cái chia sẻ lúc đầu á, sẽ là những cái nhóm chạy trước chứ không phải là ngân hàng hay là chứng khoán đâu, tại vì những cái mã này nó đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh rồi. Đấy, trong khi hai cái nhóm ngân hàng và bất động sản nó chưa có một cái sự bùng nổ nào rõ nét hết, toàn là khởi nghĩa không thành công không à, và tích lũy đi ngang ở biên dưới đấy, nên là cái cơ hội của cái nhịp cuối cùng là cho bất động sản và nhóm ngành thép khởi nghĩa. Nhịp này phân có thơm không Yến? Phân À, phân này có DPM, DCM đang nằm ngay bao găm, đang rút chân lên được rồi, chưa đẹp chưa xấu ạ. SM thì nó có một cây nổi mà nó hơi xịt Hey, xíu, nói chung là nó mới thoang thoảng mùi thơm chanel cái là chuyển sang nó quay lại mùi khác rồi anh chị.
Ây cha, anh BM sáng lẹt đẹt nhả trần nhả nhả sàn ra bây giờ lại kéo trần Ai bom à, ông nội hôm à BM thép bobina đang nói thép cái thấy tự nhiên có màu tím tưởng đâu hợp phát tím nhìn lại bobina Tobina tím mà ở dưới dạ có khi nào mà thoát án hủy niêm yết không ta? hay là mới nộp báo cáo tài chính bù À, đánh đánh mấy con nhỏ nhỏ này thích thì trần thích thì sàn ha. Nhưng mà thanh khoản phiên trần này cũng hơi 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 mạnh đấy à, cái nhịp bắt đáy cái nhịp mua cuộn lệnh này còn nó hơi hơi nhiều nè, không biết là tổ chức đánh hay là cá nhân đang có kỳ vọng ôm hàng giống như là con HBX ấy, lao vào bắt cái vùng giá dưới này đây. À, HBX hủy niêm yết xong tím đúng không? Cho mình Chà. hỏi, KBC giá 433.1 có giữ được không? Hiện tại KBC đang lãi cho anh rồi này. Và nó vừa chạm giao găm bật lên thì mình sẽ có KBC phục hồi về cái vùng 33.85. HDC mua giá này được không lại? HBC. Ok, nó về được giao găm một bật lên này quý anh chị, thì anh chị mình chú ý nếu mà nó có test lại đâu đó tầm 32.2 thì anh chị mình chúng ta tham gia, còn nếu mà nó rút chân rồi thì thôi anh chị ha, mua đuổi theo đoạn này nó cũng không bao nhiêu đâu anh chị. Hôm qua này chứ anh chị, sáng nay nó về ngay vùng giao găm 32.2 này, đấy, anh chị mình tham gia HDC được rồi. Bà Phương cho xin điểm mua cái Yến ơi. Tật Phương vẫn đang trong xu hướng tăng cùng ngày, đang tích lũy. Tật Phương ít nhất phải điều chỉnh được về 48.55 là cái vùng cân bằng ngắn hạn trên cao của nó thì mới tham gia được. Còn hiện tại thì mình sẽ chưa có điểm mua được với Tật Phương. Ai có Tật Phương thì nắm giữ tiếp với target thôi ạ. Bất động sản hôm nay trả điểm mà. Hôm nay chứng khoán mới gọi là trả điểm anh chị. Chứng khoán mới gọi là trả điểm, còn bất động sản thì vẫn nói chung là nhịp này nó cứng ở chứng dịch đó. Đợt vừa rồi bất động sản có giảm nhiều đâu mà trả điểm anh chị. Đợt vừa rồi chứng khoán là bị đạp nhiều nhất, gần như con nào cũng giảm ít nhất là cũng phải mười mấy phần trăm nếu anh chị mình đu đỉnh. Thì cái bất động sản dịp này nó cứng thôi, nó còn cứng nên đâm ra nó vẫn cần giữ nguyên cái nền giá của nó thôi, chứ không phải là nó trả điểm anh chị. HDC, TCH mua giá nào được em Yến? Hình như em thấy là HDC lệ bị trả lời đúng không? HDC thì sẽ là 32.2 nhé, vùng cân bằng hiện tại trong khung ngày. Còn TCH nếu mà muốn tham gia thì phải chờ chỉnh sâu hơn nữa, tầm vùng giá 15.4 thì mình tham gia được. Okay. Nam Long có nên nắm giữ hay không? Nam Long nắm giữ hay không thì còn phải tùy thuộc vào giá vốn anh chị mình đang ở đâu nữa anh chị ha. Đoạn này anh chị mình mà đu ở trên cái đoạn mà tích lũy ấy, thì khả năng anh chị mình nó đang bị lỗ. Thì đâu đó thì đối với Nam Long thì nó ít nhất nó phải quay về vùng cân bằng. Trước mắt của nó là sẽ quay về cái nền tích lũy của nó quanh cái vùng 41.8 anh chị. Vì đây có một cái nền tích lũy thì khả năng nó về cái vùng biên giới này nó sẽ có khả năng là nhịp hồi lại quanh vùng giá 44 thì anh chị mình cân nhắc chúng ta ra đối với Nam Long. Còn anh chị mình mà có vị thế đẹp đâu đó anh chị mình mua được cái vùng dưới nền từ cái vùng mà 34 thì thôi anh chị ha, nó vẫn đi lên, vẫn đang là một cái xu hướng tăng thì không nhất thiết là anh chị mình phải bán anh chị ha. QC dịp này mua ok không? Không, chị HQC dịp này không mua nha. HQC dịp này chúng ta chờ hồi là bán thôi anh chị. Có hàng là chờ hồi bán nhưng mà không có mua nữa anh chị nha. Sáng á tư vấn mua DIG, giờ đã mua DG 32. Ok anh chị, 32 chắc không không tới mức gọi là chết đâu anh chị nha. DG tầm này không mất 32 thì chưa chết đâu. Yên tâm đi. Cú này mà Vini nó không gọi là không bị dính cái bài bán ETC nữa thì cái đoạn này nó là một cái nhịp hồi lại khá tốt đấy.
cho các anh chị là xử lý được ok hơn. Hết tuần này nè, hết tuần này mà vượt được cái vùng 1257, 1258 là cái nhịp hồi này có thể duy trì tới 1270, là cũng 20 điểm, 20 điểm đánh cái nhịp cuối đấy, là cũng cho chúng ta có thể là một cái khoản lợi nhuận nhỏ. Nếu mà vượt được 1.27 tích lũy lại thì ok, còn không thì nó sẽ quay về nó test, và cái cú test này sẽ là một cái nhịp điều chỉnh khá là sâu đó, để cho tạo ra một cái vùng cân bằng mới cho một cái nhịp đánh dài hơi hơn. Đấy, từ tháng 1 cho tới bây giờ là cũng một cái nhịp tăng khá là mạnh rồi, nó tích lũy lại khoảng tầm 2 tháng trở lại đây. Đấy, test lại đi ngang và nhúng một nhịp nữa là có một cái vùng mua mới cho cái nhịp đánh ở nửa cuối nửa năm 2024 nè. Tầm tầm là hồi phục lên được 1230, 1240, à 1320, 1330 ở trong quý 3, quý 4 là ok rồi. 2024 vẫn là một cái năm hồi phục chứ chưa phải là cái năm bùng nổ của chứng khoán đâu, của thị trường đó. Xanh có nên vào hay không mà chị? Tích xanh được hai cái cây này ok anh chị, hai cây gần nhất nè, cây hôm nay với cây ngày hôm qua ok. Tích xanh thì anh chị mình muốn vào thì có thể xem xét vào tầm 30% tỷ trọng ở 19.6 thôi, 9.7 thôi anh chị. 30% hoặc 20% thôi nha, đừng có vào nhiều. Được một cái đất xanh nó đang hợp bích phi tiên ở cung tuần, nó hợp bích tới tít tới tận ngày đầu tháng 5 lận, cái tuần đầu tháng 5 lận. Đây anh chị mình cầm đất xanh thì hy vọng là anh Thìn sẽ cho anh chị mình có lời nha, chứ em thấy anh Thìn đánh hơi ác từ lúc mà phát hành thêm tới giờ. IDI bán hay giữ anh em? Mua từ 13, IDI đang về hỗ trợ và cũng đã rút chân được lên rồi. Hiện tại hỗ trợ của IDI trong khung ngày là 12.2, thế nên vùng này thì mình không bán, mình phải nắm giữ tiếp, chờ hồi về khách sạn 12.65. Nếu mà muốn bán thì phải bán ở 12.65. Thế có khách sạn mở ra cuối tuần này đầu tuần sau đấy, thấy một loạt cổ phiếu mở ra trạng thái khách sạn cuối tuần này đầu tuần sau, mình chờ hồi hãy bán ha. Còn đất xanh ở vùng đất đỏ miền Đông hay sao, chả thấy xanh gì cả. Tên đất xanh nhưng mà không có xanh đúng không? Ok, xin điểm chốt MWG hay loại lại ơi. MWG đây mã của Thúy với Thảo lên lệnh cho quý anh chị này. MWG thì anh chị mình chú ý tầm cái giá 54, ok với anh chị nhé. Bạn này anh chị mình mà mua được từ cái vùng vị thế ở phía dưới thì anh chị mình cứ cầm thôi anh chị. Bạn này còn lên đến tận là trước mắt là qua cái vùng giá 54, target đầu tiên là vùng giá 54, còn tiếp theo sẽ là vùng giá 56. Thì anh chị mình chúng ta cứ cầm thôi. Phái sinh mở long rồi anh chị, em thấy phái sinh đang long lên đấy, không biết là Vindex nó có đi theo không anh chị nha. Nói chung đoạn này Vindex phải đứng chậm quá anh chị. Bình thường là phái sinh mà long rồi là kiểu gì Vindex cũng kéo. MWG, DG World, những cái con này cũng đang có cái nhịp hồi phục khá là ok này, và chạm những cái vùng giao găm và rút chân hết. PVS mua vào giá 40.2 có nên gia tăng hay không, và nếu có thì mua ở điểm nào? Giá vốn anh PVS 40.2 thì cũng là cái vùng nó tương đối ổn định ở nhịp này, nhưng mà PVS thì cái đoạn này có thể là nó đã vào lại cái biên tích lũy ở cái nền trên đây, quanh cái trong cái biên từ 41.6 đâu đó cho tới là 42, thì mình có thể là chờ đi, khi nào mà nó bắt đầu thoát khỏi cái nền này thì chúng ta sẽ gia tăng. Chứ bây giờ nếu mà đi vào cái pha tích lũy thì cứ đi dập dìu ở đây chúng ta gia tăng cũng không có tác dụng gì hết, cũng không có đẩy cái tỷ trọng của mình lên cao được, nó mất cái giá vốn đẹp nữa. Mình cứ bình tĩnh thôi, khi nào mà nó vượt được đâu đó là quanh cái vùng 43 trở lên, nổi vô thanh khoản bự y chang như cái cây ngày 2/4 á đấy, thì chúng ta có thể là gia tăng mua lên đó. Khi hàng về thì chúng ta sẽ bán full hết cái lượng hàng chúng ta mới mua đấy, là nó sẽ ok hơn là chúng ta cứ mua ở đây, nó cứ tích lũy nằm im trong này. Mình tích lũy mà không vượt được ấy, nó lại quay đầu, lúc đó là chúng ta phải xử lý khó khăn hơn nữa.
ANV nên bán hay giữ em Yến? ANV á? Em chịu. Cái đây phải tìm vị thế của anh chị mình chứ. Mọi người không comment cho em vị thế thì làm sao em trả lời được. Còn hiện tại thì ANV đang về vùng cân bằng trong khung ngày. Hôm nay mà giữ được trên 32.3 thì ok đấy, tiếp tục bật lên lại được. Hello Tim, ok, xin hello anh Nguyễn Văn Quyết. À, cái tên của anh nghe cái nghe nghe đọc sơ qua nghe hết hồn đấy chị. Một cái bóng ma cho thị trường chứng khoán Việt Nam chị. Ross ép một thời Ross thao túng cả VN30 anh chị. Nam Long với KDH tưởng lít rồi. Nó vẫn là lít mà anh chị, nó đâu có xấu đâu, nhưng mà Nam Long nó tăng quá mạnh rồi thì bây giờ anh chị phải để cho Nam Long nó tích lũy lại chứ. Nam Long nó tăng mạnh rồi thì anh chị mình để cho Nam Long nó tích lũy lại chứ anh chị. Chứ anh chị mình đòi Nam Long nó tăng liền sao nó được anh Nó đánh từ 32 lên tới đây còn bật một cái gap to chưa và lấp nữa thì nó phải cho nó một cái nhịp nó nghỉ chứ các anh chị. cái Đây cái vùng an toàn của Nam Long đoạn này là không mất 42, không mất 42 là chúng ta vẫn còn cái kỳ vọng nó lên lại cái vùng khách sạn ở trên đây quanh quanh đâu đó là giá 40 4.3 4.5 đấy, con này vẫn còn khỏe mà cái nhịp này là một cái phản ứng chung của thị trường thôi. Con nào mạnh sức mấy mà ba phiên vừa rồi nó bán cỡ thị trường chung nó bán vậy mà phải cái điều chỉnh theo thôi. Nhưng vậy thấy con DRI đấy, VGI đấy nó mạnh như vậy mà tới thời điểm hiện tại là nó cũng không chịu được cái áp lực bán chung của thị trường rồi. Đấy, đặc biệt là phiên ngày thứ sáu nè cũng là hồi lên lại rất là mạnh rồi, nhưng mà cuối giờ cũng cắm đầu thôi, ngày hôm qua ngày hôm nay vẫn chưa có khôi phục được, nó vẫn bị bán, cái lực bán nó vẫn cứ âm ỉ ở trong này đấy. Nó phải có thời gian nó hấp thụ lại được cái lượng hàng của nhà nhỏ lẻ đeo bám dọc đường á, tổ chức gom lại thêm rồi mới đánh được, chứ không thể nào mà đánh lên chữ V lên hoài mà không có nhịp nghỉ được nha các anh chị. Tờ là tím kìa, đâu anh chị có tím gì đâu anh chị. Rút chân thôi. Đá like, có tin mà WG đang hợp tác với mua tôm với MFC, hát cho nhận định nên vào mới MFC không Thì mà BC không, anh chị mình đánh càng vậy, anh chị mình liên kết các đội với nhau luôn à, đó là anh chị tự liên kết nhà chơi đổi lái nó liên quan với nhau anh chị, không con này thôi anh chị, theo lệ là con này có nên nhảy vào mua không? Theo tin tức thôi em thuộc kiểu dạng yếu tim nên thôi mấy con này em bỏ qua, tao nhưng cái chào này chị không nên. không, con này nếu anh chị đánh là chỉ có một cách duy nhất thôi, là các anh chị đi đi ăn vịt nướng chung với đội lái của MBC thì mới có tin mà đánh được. Cái con này là hầu như trong cái quá trình vừa rồi là chỉ giảm thôi, đi ngang và giảm thôi chứ nó không có tăng được bao nhiêu hết. Nếu các anh chị mà muốn đánh những cái deal mà liên quan tới việc hợp tác kinh doanh thì các anh chị nên chọn cái bên mạnh hơn chứ đừng có chọn cái bên nhỏ như thế này, cái bên phụ như thế này. Thanh khoản con này một phiên có 56.000 cổ thì tính ra với cái thị giá hiện tại nó cũng chỉ là chưa tới 1 tỷ nữa. Cái này thì chỉ cần một nhà đầu tư cá nhân đi tỷ trọng lớn lớn một xíu mà có một đối tác nào đó của doanh nghiệp xả hàng ra là coi như là đổi chủ luôn đấy. Những con này đánh đâu có kỳ vọng gì nhiều đâu các anh chị. Như ngày xưa là có mấy cái con nhỏ nhỏ mà có game có viết như là AGG cái ngày mà nó vừa mới lên á, đánh giá 5 59 60 đấy cũng lên được tới chưa tới cái target nó cũng đã quay đầu rồi. Đấy, con đấy là cũng những cái con có game có đội lái này kia tin tức ra rất là dữ dội đó, nhưng mà cũng đâu có đánh được bền vững đâu. Trước khi nó công bố thì nó cũng đã dập dìu nó đánh tương đối là khó chịu ở đâu đó là quanh cái vùng 20 21 thậm chí là vùng 16 nữa, ở cái đoạn mà giữa năm 2020 đấy, sau đó nó mới đánh lên. Đấy, lúc này là có lái thực sự rõ ràng này, người ta đánh theo một cái biên rõ ràng mình mới vào. Chứ bây giờ mình cũng không có tin tức gì hết, mình chỉ có vin vào một cái việc mà hợp tác bâng quơ thôi, mình cũng không rõ là hợp tác như thế nào, mình vào mình bắt đáy không biết là cái đáy này đã đáy chưa hay là còn đáy sâu hơn nữa, nó rủi ro lắm.
Có cái đấy đấy chị, có cái đấy 15.4 nữa chị, mình nhảy vô đi, nhảy vô cái xong nó có bị lấy 15.4 là anh chị mình lỗ 7% trước mắt. Ok chị, mấy con này với lại mấy con này thanh khoản thấp lắm, đánh thì cũng có tin nội bộ đánh được, còn không thôi đứng ngoài anh chị, chứ đợi mà nó ra 55. form mà. À form sáng nay anh vô 3.7 à, à anh liều. Liệu ăn nhiều có quà rồi, chờ hàng về thôi. Hàng về là 3 cây đúng không? Khách sạn mở ra 4.47 à, vậy là anh ăn được tầm nghe gọi là trạng thái gọi là sao anh chị, trạng thái gọi là hoàn mỹ ấy. Đó là đánh là khách sạn là anh chị ăn được tầm 28%. Ghê không chị? Đó là nói là trạng thái hoàn mỹ nha. Viên đất này không đạt nha. Chưa chưa anh Thành, từ 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 ATC đã, ATC đã, bình tĩnh bình tĩnh, ATC đã. Thì em nói được không, bên đất này này ATC còn chưa chưa biết như thế nào anh chị nha, thì cứ xác định trong đầu là có cầm 28% đi anh chị. 55 âm 8% nên cắt hay gia tăng? Ừ, 55 8% mà tới cái giai đoạn này rồi thì em nghĩ là mình nên tiếp tục cầm đi. Mình không bán nhịp trước rồi thì nhịp này nó về tới đây đang có tín hiệu phục hồi thì mình cứ cầm ha. PBC gia vốn 15.9 vô gia tăng được không lệ? Con nào vậy anh? PBC gia vốn 15.9 mua gia tăng được không? 15.9. Ừ. Được, anh chị mình đợi nó về tầm đâu đó, có khi là về giá vốn của anh chị mình á. Đoạn này nó khả năng nếu mà nó cứ quay trở lại mà nó cứ test ở trên cái vùng đỉnh từ cái vùng 16 đến thì khả năng nếu mà giữ chắc được trên này thì anh chị mình chúng ta tham gia. Còn không thì khả năng là nó vẫn về cái vùng phía dưới là tầm 15.6 của anh chị. Nên là thôi cứ theo dõi thêm anh chị nhé. Bạn này mà nó không phủ nhận cái cây nến cái phiên giao dịch ngày 4 tháng 5 thì anh chị mình chúng ta canh nó tích lũy được trên cái vùng đỉnh này thì anh chị mình ta mua. Còn về xu hướng trung hạn thì nó vẫn ok với anh chị nhé. À, Rất đẹp ạ. bạn mới tên gì? À, anh chào em nhé, bạn mới tên là Mỹ Lệ anh chị. Tên nghe nghe cái tên là thấy đẹp anh chị. Mỹ Lệ. Dạ, em là Mỹ Lệ ở bên công ty chứng khoán SSI, cũng là một thành viên của ITP thì cũng rất mong là được quý anh chị mình sắp tới thì ủng hộ nhiều hơn. Đấy Bây giờ FRT mua hay không hả? Em theo em nha. FPT con này nó tích lũy rồi nhưng mà nó có một cây đạp như thế này á, thì chứng tỏ là nó đang cố tình đạp xuống nha anh chị, đang cố tình xong một pha tích lũy mà nó đạp như vậy thì nó đang cố tình đạp anh chị, và tỷ lệ mà nó quay FPT nó quay về vùng giá là 123, 123.9, 128 là có anh chị. Nên như sáng nay em chia sẻ đây anh chị đó, thị trường thì có ba giai đoạn tích lũy, nó bắt đầu các vùng vùng quyết đoán đi giá, tức là lúc đó tổ chức sẽ đánh xuống hay đánh lên tùy theo tổ chức. Bây giờ tổ chức đang có vẻ là muốn đánh xuống FRT rồi đấy, nên từ từ nha anh chị. tăng quá rồi, tăng quá nhiều luôn. Nó tăng như là siêu cổ. Tăng từ cái vùng tích lũy, là tăng cho bỏ qua vùng tích lũy nha, nó tăng từ từ vùng giá 62 tới bây giờ rồi anh chị. Bỏ qua cái vùng tích lũy thì nó tăng từ vùng giá 62 tới 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 đỉnh, tới cái đỉnh cao nhất của nó là nó tăng 150.8, 150% rồi anh chị. Thì nó điều chỉnh có nhiều đây thôi, điều chỉnh từ đỉnh đi xuống có bao nhiêu phần trăm. Nếu về tới vùng 129, vùng giá 1223. Đó, 1223.3 thì đâu đó nó điều chỉnh đâu đó chỉ có 21% thôi. Mua được, canh mua đi anh chị, vùng đá đó. Mà anh chị nếu mà không canh được thì bây giờ anh chị mình dễ lắm anh chị, về với đội của bốn anh em, anh chị nào có tài khoản SI thì chuyển ID về Mỹ Lệ. ID của em Mỹ Lệ em có để trên cứ ghi ở trên màn hình, hoặc anh chị nào tài khoản BBS thì chuyển ID về Yến, về An anh chị nha anh chị nha. Canh cho anh chị mình đánh FRT ăn một nhịp siêu cổ sắp tới anh chị. Ây da, ây da, ây da. Trời ơi, gì vậy, gì vậy? Không, hồi sáng em có đánh T cộng con pet à, khi mà MWG bắt đầu vượt được vùng 51 là thấy con pet nó cũng đang thơm thơm.
ấy, lai sáng còn có khuyến nghị là ngay vùng tham chiếu ấy, giờ là xanh rồi, tham chiếu lên tới đây là cũng được một khúc rồi, tương tương đương với lại anh hồi nãy bắt con pom giá sàn đấy. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ chị, Mỹ Lệ à, bây giờ thị trường nó như thế này rồi thì là cái nhịp hồi này tương đối tốt đó nha. Đấy, anh chị nào mà muốn cơ cấu, muốn đảo hàng thì cứ tranh thủ những cái đoạn như thế này nè, có giá đẹp chúng ta đảo, chứ đừng có hoang mang hoảng loạn quá mà bán đuổi, bán đuổi những cái giá dưới là giờ thì là thấy tiếc lắm đó. Em hôm qua hôm kia em với anh Thành cũng nói các anh chị, một khi đã đảo là phải đảo sớm, những cái vùng vi phạm 5%, 7% bắt đầu xuất hiện là chúng ta phải xử lý trước rồi. Về tới đây nè, bắt đầu hồi phục lên, anh chị nào đã xử lý rồi có thể là canh, chúng ta đánh một cái nhịp hồi lên để kéo giá vốn xuống và hạ toàn bộ cái mã cổ phiếu đó, khi mà nó về là những cái vùng bên trên, những cái vùng phục hồi đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn là chúng ta gồng tới bây giờ. Thị trường hồi lên là cái tài khoản nó vẫn đỏ như thường, nó không có một cái gì thay đổi hết, nên tâm lý chúng ta lại chán cắt nghỉ chơi, hay thị trường hồi lên lại ngồi nhìn thôi. Chuyển tài khoản sang SSI có được free margin không lệ? Thì cái đấy thì anh chị mình phải đợi các chương trình của SSI mà có chương trình về free margin thì lúc đó sẽ có với anh chị nhé. Đến mời lệ hay là free margin free thì khó nữa. Margin free nữa thì chắc là anh muốn là giống như kiểu mà đi ăn hàng mà không trả tiền á. Anh chị mình mà thích đánh margin thì anh chị mình có thể qua game với anh chị nhá. Qua bên game thì anh chị mình có thể là chơi với tư vấn là 28. Anh chị mình nếu mà thích. Chị yeah. Không, hai em gái tên quá đẹp anh chị đúng không? Mỹ Lệ. Mỹ trong Mỹ Miều. Lệ trong lề lối với tắc anh chị nha đó. Tên nghe hay không? Hoàng Yến anh chị. Hoàng là trong vua chúa đúng không? Yến là trong chim yến. Đó, tên hay quá. Hai quý Thành là quý trong yêu quý này, Thành trong thành công này, Quý Thành ước là hai đúng không anh? Mỹ Lệ và Tịnh Yến ai lớn hơn? Dạ chị Yến lớn hơn nha anh chị. Yến lớn hơn em 2 tuổi. À, ủa. Còn bao nhiêu tuổi à? Thôi à? Yến gọi anh bằng chú thì em chẳng lẽ gọi. Quay là gọi anh bằng chú hả? Anh chú Thành hả? Anh nói là anh Thành buồn lắm, thôi đừng hỏi tuổi nữa, nói ra anh Thành buồn, sáng thấy cũng có một tour anh Thành nó cứ ngồi phải chứng minh mình là chú rồi bây giờ thêm tour nữa anh chị. Thầy hôm nay lại qua nhà cửa cô Yến này anh chị, không anh chị em làm gì có cửa anh chị. À Mỹ Lệ hay tủm tỉm giống em Yến mấy buổi live đầu tiên này anh chị, không anh chị. Từ từ nó mới bung lộ anh chị nha. Đầu tiên buổi cái nào cũng có đầu tiên anh chị. À là adult. Anh xin thủy nha. Anh xin thủy nha. À, cái từ này lát lâu lắm em mới nghe lại nha, anh xin thủy. Từ này như là từ hồi cấp 1 tới giờ em mới nghe lại từ này. Hồi xưa tụi nó chọc em là Quý Thành là thánh quỷ. Ok. Quỳ nhiều quá giờ vẫn cỡ có một mình nè, phải người khác quỳ đó, anh quỳ được. Ok, hỗ trợ các anh chị tiếp nè. Ok. Ồ, nước ngoài chợ mặt mua rồng à, căng vậy. Ở nước ngoài mua thì cũng là tín hiệu tốt rồi, người ta đánh giá thị trường hết giảm rồi người ta mới mua á, nó đã gom đủ rồi người ta bắt đầu mua lại để kéo nó thị trường lên nè. Thì Mỹ trong Mỹ Nhân, Mỹ Miều là trong Diễm Lệ đúng rồi anh chị, cũng được nhiều ý nghĩa mà anh chị, tên đẹp. Hoàng Yến trong trong gọi là vua chúa, Yến là chim Yến anh chị, tên đẹp quá. Nói chung là em hâm mộ mấy người em hâm mộ mấy người mà tên đẹp lắm anh chị. Nên là mua mới SHS được không anh Công Hoàng? SHS thì em nghĩ là ok đấy, nhịp này có 3 mã cổ phiếu chứng khoán anh chị có thể là chú ý, đó là SHS là một nè, vùng mua thì
bây giờ là mình có thể là đặt cược, nếu mà anh chưa mua nha, mua mới nha, thì quanh vùng giá 20 mình lấy vị thế trước nè. Và cái vùng quan trọng để chúng ta có thể là gia tăng là khi mà nó vượt được cái vùng 20.45 lên vùng 20.5 nè, vượt được cái vùng này là chúng ta có thể là canh gia tăng thêm là tầm 70% hàng, còn 30% phần cuối thì sẽ chờ nó vượt đỉnh 21.5, vượt được 21.5 quay lại test thành công là chúng ta mua full tỷ trọng luôn. Đấy, cái những cái vùng chúng ta có thể canh mua của SHS là ở đó. Còn lại là có HCM và SSI cũng đang là có cái một cái vị thế tương đối giống với SHS. Đấy, nó cũng đang lên rất là ok sau những cái pha điều chỉnh mạnh. Đó. Những con này này là phù hợp cho số đông các anh chị nhà đầu tư, kể cả vốn lớn lẫn vốn nhỏ, vì cái thanh khoản, cái mức thanh khoản và cái biên độ đánh của những cái mã này nó là tương đối rộng và có thể là nhảy ra nhảy vào được ok, mình xử lý nó gọn gàng hơn. Còn những cái mã đã tăng sốc như là con BVS nè, nhiều anh chị thích những con tăng sốc như thế này không, nhưng mà anh chị để cái thanh khoản đó, nếu mà chúng ta đánh chơi đánh 5k 10k thì ok có thể tham gia, nhưng mà anh chị vốn lớn nếu mà đánh con này một lệnh 100k 200k thì coi như là hết cái thanh khoản của một phiên của nó rồi đó. Anh chị mua vào rồi lúc mà bán thì ai khớp được cái lệnh đó cho mình. Đấy, mặc dù nhìn thấy nó tăng giá, nó tăng liên tục như vậy nhưng mà cái điểm vào nó không có, và lúc mà vào rồi với cái tỷ trọng lớn thì cũng không có hiệu quả cao. Đấy, còn FTS cũng vậy, FTS cũng vậy, mình đánh tỷ trọng lớn là mình vào đây là mình ra nó cũng rất là khó. Khi những cái phiên bán xả nó bán kịch xuống luôn, một phát một là đứng luôn, còn kéo lên thì nó cũng chỉ kéo nhấp nhả thôi. Còn FTS cũng vậy. Những cái mã là anh chị thấy nó tăng sốc ngay vừa rồi là thanh khoản nó rất là thấp, cực kỳ thấp luôn, nó không dành cho số đông. Ai đánh vui vẻ đánh một cái để đó thì mình nhìn thấy tài khoản nó tăng đó. Nhưng mà một khi mình vào tỷ trọng lớn cái nhìn thấy nó chán liền, đánh cả ngày nó không có lên được bao nhiêu, mà khi mà muốn xử lý muốn bán nó cũng không có lệnh để mà khớp luôn. Nên là nếu mà chứng khoán thì mình có thể chọn những cái mã nó có cái thanh khoản và cái biên độ đánh nó rộng một chút xíu, để cho cái việc mà chúng ta xử lý cũng như là muốn mua trung bình giá, muốn tê không, muốn đảo hàng nó sẽ dễ dàng hơn. PCI nó đang tạo mô hình đến đó nha anh chị, chú ý nha. Nếu mà hôm nay nó tạo thành công là PCI cái chuyện nó kéo á, anh thấy là PCI cái tỷ lệ kéo của nó hơi cao á nha anh chị. Theo anh thấy thì sao? Thế là VCI nãy là đâu đó vùng 51-52 á, là kỳ vọng nó sẽ đánh bật lên trên đấy. Nếu mà bật lên trên đấy vượt được và tích lũy lại nha, đấy thì ok là các anh chị có thể là bắt đầu chờ mua hoặc là lấy vị thế và chờ những cái nhịp nó bứt thoát lên hẳn vùng 53-54, ấy là coi như là bứt cái định cũ, là nó sẽ tích lũy cái nền trên. Nhịp này nó sẽ đánh nền tích lũy chứ nó không có đánh theo một cái phiên bùng nổ mạnh như cái giai đoạn mà nó từ vùng giá 42 đổ lên nữa đâu. Đấy, nó sẽ đánh theo nền, nó đi từ. Ghiêu là muốn à, nói đi. Anh nói tiếp đi. Đâu, ghiêu giá vốn, nói đi. Ghiêu là 429, tức là không các em. Hiện tại ghiêu cái vùng cân bằng trong khung ngày ạ là 32.15, nghĩa là mình đã có cái vị thế rất là tốt rồi. Yield này nếu mà điều chỉnh sâu hơn nữa thì cũng chỉ về 32.15 thôi, nên mình sẽ giữ tiếp. Ngoài ra yield này từ ngày mai cũng sẽ có khách sạn mở ra hút giá lên nữa. Yield khách sạn của nó sẽ mở ra ở 36.45, nên mình vẫn giữ tiếp được bình thường ạ. Ok. SSI 37.7, Đàm Cà Mau 35, có nên cắt lỗ chuyển mã khác không là ai 37.7 hả? À, hơi cao thật. Ok, 37.7 vẫn có khả năng về được, nên anh chị mình đã có thì cứ cầm ha. SSI khả năng anh chị mình quay trở lại được. Không cần cắt lỗ đâu con này. SCM thì đoạn này hơi yếu ký 35. Anh chị mình mua cao quá ta. 35 thì hơi khó với chị, đâu đó quanh về tầm gần đấy với chị thì đâu đó anh chị mình cắt lỗ tầm 1-2%, thì có khách sạn mở ra quanh vùng giá tầm 34.8 gì đó là anh chị mình có thể là chúng ta ra đối với con ADCM này được. Nói chung dịp này và dầu khí với phân đạm anh chị mình lưu ý nha, có khi là nó chạy nha anh chị. Dầu khí với phân đạm nói chung là cái nhóm ngành mà hóa chất thì có khi nó chạy lại nha anh chị.
phái sinh kéo à, để coi coi anh chị. À, phái sinh kéo vượt 1262 một lên 1262 rồi. 1261.7 1262 rồi anh chị. Ok, nếu kéo như vậy thì để xem chiều nay VN-Index có đóng cửa nằm trên được cái vùng giá 1256 và 1258 không nha anh chị. Em không cần nó phải kéo vượt 1258, nhưng mà yêu cầu của em là tối thiểu nó phải kéo vượt 1256 đóng cửa trên đó. Thì sang ngày mai thì tỷ lệ VN-Index nó kéo một cây thẳng luôn đó thì có. Thì anh chị. Chứ đừng có đạp ATC được rồi. Tỉnh Thành còn 45 phút nữa để phá giáp nha. 45 nó dài lắm, không quan trọng là 15 phút cuối á. Anh chị mình theo dõi livestream thì mọi người đừng quên bấm like ủng hộ cho bốn anh em, ủng hộ cho bạn Mỹ Lệ nhá. Sao nó kéo xuống nó xả xuống à? Cú chân nó cụt đầu à, Mansan mập tóc vậy anh chị. Mansan hơi kém, nói chung là Mansan nằm trên 73 thì nó ngon hơn anh chị. Mansan tích lũy cầm tầm 2 phiên nữa mà nằm trên 73 thì khung tuần của nó khả năng nó quay lại được 81 cho anh chị đấy. Nhìn khung tuần nếu nó dứt tích lũy được trên 73 được á thì nó quay lại 81 cho anh chị. Nhưng mà nếu mà không nằm trên 73 được thì hơi rủi ro chị nha. Nói thật câu luôn, hơi rủi ro đối với con Mansan này. Mansan theo em nên nằm trên 73.5, 73.3, 73.5 mới mua nha, rồi không nữa. Đóng cửa nằm dưới là không có mua. Xui xui nó chui sát đi luôn đó nha anh chị. Tôi đi đây nha. Một là nó đi đây, nó mà đi ngang ở đây là đi đây nha anh chị. Đi về 68.8 á. Nhưng mà nếu mà nó tích lũy được ở trên 73 thì khả năng nó quay về 81. LPB chị mua 16.9 bán giá nào? Em thấy LPB này ok đấy, sắp quay lại được xu hướng tăng rồi, chuẩn bị vượt mây này. Thế thì trạng thái tốt thế này thì mình sẽ đặt kỳ vọng về vùng đỉnh cũ trong thời gian vừa qua, đâu đó vùng giá 18. VND có đang chuẩn bị giá không lại? VND thôi anh chị, VND đoạn này nó cần thời gian quý chị. Đoạn này thì mặc dù nó về nền nó quý chị, nó về được cái vùng nền tích lũy của nó từ cái đợt tháng đây chúng ta thấy từ tháng 4 năm ngoái, từ tháng 4 anh chị. Đoạn này nó tích lũy khá là lâu rồi, khả năng là anh chị mình xem coi nó còn giữ được trên cái vùng giá 21.5 hay không anh chị nhá. Còn để mà trung bình thì đoạn này thôi anh chị. Này nó sẽ cần phải thời gian nhiều lắm. Từ cái vụ mà tin của nó đến giờ là cái thời gian mà để nó hấp thụ lại cái thông tin hay là có thể quay trở lại thì cũng mất khá là nhiều thời gian á. Thì anh chị mình chúng ta cứ để đấy thôi anh chị nhá. Còn tham gia mới thì em lại sẽ không khuyến nghị nhiều đối với VND đâu. Biết anh Quý Thành thấy VND ổn không anh? Anh chị mình nhớ cái cây mà nó xả VND không? Cây mà VND bị hack á. Cây đó nó xả 100 triệu, anh chị mình nghĩ là bây giờ đến bao nhiêu tháng nó quay lại được. Nó xử lý được 100 triệu. Giống như STD vậy không anh chị? Có tin cái là nó thời gian đi lên khá là lâu của anh chị nha. Nên là thôi bỏ qua mấy con đó của anh chị. Đợi nó tích lũy lại một thời gian rồi anh chị mình hắn quay trở lại tìm nó cũng được anh chị ha. VND hai lần đấy chị nha, chứ không phải là một lần đâu. VND cái vùng trái phiếu Trung Nam nó làm cho anh chị một phát một xém chết nha anh chị. Đó, cái đợt trái phiếu Trung Nam á, anh chị mình nhớ cái đợt trái phiếu Trung Nam của VND không? Nó làm cho anh chị một phát một xém chết. Đang kéo 19 phá 20 ngon lành, nó dập và tới 16 mấy luôn, xong nó mới ngồi lên lại. Em ơi, VCI 52 có nên chờ 52 cơ cấu không? Theo em là 52 là dịp này em đánh giá VCI khả năng vượt 52 được. Nha. Theo em thì VCI vượt được. Cái biên độ đi của nó còn rộng lắm anh chị. Mục tiêu của nó là vùng đỉnh cũ vùng giá 59. Đúng thời đại. PVS sao thế anh em? Nó đâu có sao đâu anh chị. Về test lại chứ đâu có sao đâu. Ok anh chị mình lưu ý nè, mấy con mà nổ vô lên á, mà phá mà out band á thì đa phần nó sẽ test lại bên trong. Xong nó không lủng bên trong nha. Nó
nó test ở bên trong nhưng mà nó giữ được bên trong và nó tăng tiếp, nó bám theo cái bên, nó nằm trong cái khoảng giữa hai bên đó, nó tăng tiếp, thì lúc đó có những con đó là khỏe. À, những con mà phá bên gọi là nổ vôn lên đó, mà quay trở lại mà bên trong mà phá luôn bên trong mà về 20 đó, là mấy con nó yếu nha, chú ý nha. Thường thường nó, những con khỏe nó sẽ out bên thì nó sẽ test lại bên trong và nó đi trong cái bên đó, đi trong cái bọc bên trên đó, khoảng trống giữa hai bên đó. Những con đó là con khỏe. Và WG giá này mua được không Yến? Cái này mua được không? À, hiện tại mà WG thì mình chờ chút lãi thôi. Còn thấy em mua ở đây thì em sẽ không mua nữa. WG hôm nay nổ cây luôn rồi. Chạm ngay kênh giá trên luôn anh chị. 52, 52.7, 53 luôn rồi. Thấy con này từ từ đi anh chị. PVC gia tăng được không là? PVC, đây là có nói một lần PVC đúng không? PVC đợt này tích lũy trên được cái vùng 16 thì anh chị mình tham gia ha. Đợt này mà nó tạo được một cái nền mới ở trên cái vùng cây nổ ngày 4 tháng 5 thì anh chị mình chúng ta tham gia. Còn nếu mà nó về mà nó phủ nhận luôn cây này thì khả năng nó về lại 15.6 là fine các anh chị. Mà đợt này PVC em đánh giá khá tốt nha, trong trung hạn thì khá là đẹp. Anh chị mình mà chúng ta đánh dài thì anh chị mình có thể chú ý PVC. Ok anh chị. PSI 37.6. PSI 37.6. Ok, giữ được anh chị ha. Mình giữ đi, đang có khách sạn này. Ngồi lên, anh chị mình lên để đấy anh chị mình cân nhắc hạ chốt cũng được. Vẫn ổn nha. HDC khi nào mua được, Yến ơi? HDC mua được giá nào Thành ơi? Chữ Thành có biết hoa luôn. HDC. HDC sáng nay lẽ ra mua được rồi này. HDC về đúng cân bằng trong khung ngày 32.2 tham gia được. HV vùng này vẫn mua thêm được nhỉ anh Quý Thành? Mình đang cầm 15.5. HV đoạn này từ từ đi anh chị, nó đợi nó tích lũy lại đi, thêm mấy phiên đi rồi chúng ta mua. Đoạn này không cần phải vội đâu, bởi vì HV coi chừng nếu mà xấu á, thì nó sẽ quay lại nó test lại cái biên dưới anh chị. Ít nhất nó test lại khoảng 14.8 hoặc 14.6 đó, thì lúc đó anh chị mình mở mua sau. Còn nếu mà nó vượt lên được thì anh chị mình gia tăng sau. Chỉ cái đoạn này nó hơi lơ lửng, một là nó về hỗ trợ, hai là nó vượt lên cái cản Kizun, nó phá khách sạn đi lên luôn 15.6, 15.7 gia tăng. Còn không thì sẽ đứng ngoài anh chị. Đoạn này HV giá đang hơi lơ lửng nha. Một là test lại 15, 14.3, 14.6, 14.5, 14.6, hai là phải vượt phá khách sạn 15.7 thì mới gia tăng. Tôi với HV nha anh chị. Yến nhẹ nhàng xinh gái, có bạn trai chưa em? Anh chị hỏi Cường chưa? Chứ thì phải anh. À, anh chị hỏi Cường chưa? À, anh chị đã hỏi quản lý chưa? Anh chị đã hỏi quản lý chưa? À, quản lý của Yến là Cường nha anh chị. Phái sinh vượt 62 rồi nè. Nó vừa 62 chưa anh chị, nó vừa 66 thì mới ngon chị nha. À, ok nha, viên đá căng nha, 57 rồi. À, chiều nay nay tổ lái chuyên đạp ATC đang bận họp với ủy ban chứng khoán nè. À, hôm nay ngày cuối áp dụng KRX đúng không anh nhỉ? 25 đoạn anh. 25 hả? 25 là kết thúc thử nghiệm và bắt đầu cho chạy song song. Chạy song song với hệ thống cũ. Còn sang đâu đó hình như là qua lễ 34 một năm á, là chỉ chạy KRX thôi. Ý là hôm nay là ngày test cuối cùng của KRX rồi đúng không? Chưa. Test thôi, chứ chưa phải là áp dụng. Test hình như là đầu tháng
đầu tháng là kết thúc cái nhịp test rồi á. Để em coi là coi. Test cuối là đầu tháng, hình như là đầu tháng á. À, KDH mua giá nào lại? KDH hả? KDH này dữ vậy. Đúng không? KDH này tại anh chị mình chú ý, nếu mà tạm nền được quanh cái vùng giá 35.8 này anh chị mình tham gia được. Đoạn này nó đang quay trở lại test thôi. Còn điểm mua đẹp nhất của KDH là về 34 anh chị nhá. Cân bằng nhất là vùng giá 34. Anh chị mình chờ về những cái vùng giá này anh chị mình chúng ta mua với tỷ trọng lớn được. Còn đoạn này anh chị mình nếu mà có tham gia thì anh chị mình tham gia để lấy vị thế với lấy hàng thôi cũng chị. Còn điểm đẹp nhất là vẫn là 34 nha quý anh chị nhá. 28 tháng 3 là kết thúc cái đợt diễn tập lần 2 rồi. Giờ là đang vận hành chắc ở đâu đấy chứ còn test là xong rồi đấy. À, ý là vận hành đợt cuối đúng không? Đang vận hành đúng đợt cuối. Test là xong rồi đấy. Vận hành thử nghiệm đợt cuối. Ok anh chị. Gách hồi lên được bao nhiêu ạ? Gách này chạm cân bằng không ngày ở 23.45. Nay bật lên được thì mình sẽ đặt mục tiêu hồi được về khách sạn là 24.65. Mục tiêu của nhịp hồi này của gách ạ. Anh Thành là bản sao của Cường rồi anh chị. Không, chưa. Cường hơi là lạ. Cường Yến nói chung là cách Yến nói chung là gặp em thì bình thường chứ gặp Cường là Yến rén anh chị. Sao anh biết? Nhưng đó là anh Thành không có thị uy được với Yến, là Yến đâu sợ anh. Đúng rồi. Yến thì chỉ có sợ Cường thôi anh chị. À Yến nha, hôm nay chưa đủ 1000 like nha Yến. Anh chị mình à, mọi người theo dõi livestream thì mọi người bấm like ủng hộ bốn anh em và ủng hộ em Mỹ Lệ nha. Hôm nay có Mỹ Lệ lên nha, mọi người cố gắng like được 1100 like đi. Đang có đúng 1100 anh chị đang xem này. Anh chị mình giúp đỡ em cũng như chị Yến có thể thoát khỏi cái like cũng như là cái tí của anh Quý Thành nha. Anh Quý Thành dí quá. Anh Thành làm sao mà lại mới lên có một ngày mà đã muốn thoát khỏi cái like của anh Quý Thành rồi. Không, cái này là do Cường đặt anh chị. Cường đặt KPI cho Yến là làm sao làm phim chiều phải được 1000 like. Thảo thì bị dí buổi sáng, chị Thảo dí làm sao 1000 like. Thảo hôm trước là bị tăng lên 1200 rồi anh ạ. Thì căng vậy. Để hôm đấy mọi người xem like nhiều quá, tận 1800 người xem thì là tăng KPI lên 1200 luôn. Yến khó cưa độ anh chị. Thật. Trời, ở đây em cưa em giờ này bị cùn anh chị, cưa em giờ này bị cùn. Cưa Yến không được, cưa lại không được anh chị, chung cưa ai cũng được. TB băng 19.2, hút 19.4, EB 18.5, nhưng mã này để dài hạn được hay có target được không? TB băng 19.2. À, anh chị mua đua ghê vậy. Chà, mua này là hơi căng. Không, nhưng mà nó đang hụt hồi và được như thế này nó lấy lại được cái Kizun thì không sao. À, tiêu băng là có thể là kỳ vọng nó hồi phục được nha, giữ. HUT thì em nghĩ là lấy lại được 19 là mình bán đi. Ui da, xuống đây rồi lấy lại 19 hơi khó đó. Và đây thì mình cứ mạnh dạn bán một nửa của HUT đi. Con này cũng đang đi ngang cái này, cái nhịp hồi của nó sẽ không có diễn ra ngay đâu. Đấy, mình có thể là lấy lại sức mua trước, mình bán một nửa. Khi nào mà nó hồi lên được vùng 19.2 thì mình bán phần còn lại thôi. Hoặc là cũng có thể là mình theo dõi, để phần còn lại mình theo dõi cũng được. Nó lên được 20 thì mình bán ok. Còn EB, anh giữ sao mấy mã nghiệt quá vậy. EB 18.5, nó toàn mua mã nghiệt mà còn giá cao nữa. Ôi, EB thì nó về ngay đây rồi, có thể là tạo đáy ngắn. Nó nhịp hồi của nó là cũng về quanh 18.3, nếu mà nó tích cực nha, hồi tích cực và được 18.3 anh có thể là xử lý. Nó cũng khá gần giá vốn của mình rồi. Cứ trên 18 là mình đặt lệnh xử lý dần dần đi. Đánh dài hạn là mấy mã này không ăn thua đâu anh. Đánh dài hạn chúng ta phải lựa những cái mã nào nó ok một chút và nội bộ cũng như là về cái đồ thị giá. Còn đánh kiểu này là hoang mang lắm. Các con TB thì ok anh cầm được đấy. Hút với EB là chia tay nha. À, Vindex 1258 rồi, ok, được, ok, anh thấy là nó lành luôn. À, đừng tí ATC, đừng có làm trò gì nha anh chị.
Anh chị xem giúp em sao CTR không hồi lên vậy? CTR nó đã tăng một mạch từ cuối năm 2022 đến bây giờ là tăng hơn 3 lần rồi. Thì mình cũng phải để cho nó chỉnh một chút chứ. Đâu thể tăng mãi được. Con này căng anh nhỉ? CTR căng á. Nhóm Viettel. Viettel giờ là hết thơm rồi các anh chị, bắt đầu là nó đã vào cái nhịp cuối của cái cây tăng rồi anh chị thấy không? Con CTR đi, con Viettel Post nè, nó đi lên một nước liên tục luôn, nó không có một cái nhịp chỉnh nào gọi là ra nhịp chỉnh hết, chỉ là một cái nhịp nghỉ nhẹ giữa đường thôi, nó lên tiếp. Bây giờ bắt đầu nè, bắt đầu mới là cái pha tích lũy lại, điều chỉnh lại rõ ràng hơn. Viettel Post các anh chị thấy không? Một phát một đi lên, mở gáp chạy liên tục luôn, nó là coi có thể nói là cái đoạn nước rút rồi. Ngay cái khúc mà bắt đầu mở gáp liên tục ấy là nước rút của Viettel Post rồi. Bây giờ nó điều chỉnh những cái phiên đầu tiên như thế này là điều dễ hiểu thôi. Có thể là nhịp hồi này nó sẽ đánh một cái nhịp hồi ngắn lên được cái vùng 84.5 rồi nó lại tiếp tục một cái nhịp chỉnh nữa. Đấy, tới khi nào mà ra hết những cái hàng đeo bám rồi nó bắt đầu đi ngang lanh quanh đâu cái vùng 82, 83. À, lúc đó nó tích lũy lại rồi nó muốn đánh tiếp lên được cái vùng 3 chữ số thì nó mới đánh. Vậy là đâu phải tâm linh đâu lắm anh chị, vì Cường like 3 phiên trước là thị trường nó đạp ATC đúng không? Hôm nay em like thì thị trường nó tăng lại là bắt đầu chuẩn bị nha, em nó chuẩn bị có sự đảo chiều tâm linh nha anh chị nha. Vietcombank yếu dần, Vietcombank đoạn này không phải yếu dần đâu anh chị, Vietcombank nó đang tích lũy lại đây thôi, chứ còn để mà nói Vietcombank nó yếu dần thì không phải đâu anh chị. Đoạn này thì nó sẽ lình xình ở đây đâu đó tầm mấy phiên nữa anh chị, tầm mà phải ít nhất là phải 3 tới 4 phiên nữa khi mà Vietcombank nó nên lấy lại nằm trên vùng giá là 54.8 94.895 thì ok hơn. Đó thì khả năng là Vietcombank nó sẽ chủ đạo kéo một nhịp nữa. Ít nhất là phải về 100 thêm một lần nữa anh chị. TP Bank âm 6% có nên hạ không em? Thì TP Bank anh chị mình chờ nó lên tầm 18.6 anh chị ha, 18.6 anh chị mình hạ một phần, còn một lại thì anh chị mình tiếp tục giữ ha, để coi khả năng nó vượt qua những cái vùng cản này thì anh chị mình chúng ta tiếp tục giữ, còn không thì nếu mà nó không vượt qua được cái vùng MA mỏng thì khả năng nó sẽ tiếp tục đi theo cái xu hướng giảm, lúc đó thì chúng ta cân nhắc hạ phần còn lại với anh chị nha, chúng ta chia ra để chúng ta hạ dần. Anh 6% vẫn ok anh chị nha, vẫn có khả năng về bờ được. Anh Nguyễn Thành Trúc yêu Yến quá, yêu Yến thì mở tài khoản cho Thì Yến anh về về chị. đồng hành với em ngay. Mọi người liên hệ với số điện thoại của em trên khung chat nha. Anh Thành đã ghim lại số điện thoại của em rồi. Mọi người muốn về đồng hành của em nhé. Anh em ITP thì có em Mỹ Lệ ở bên SI và em này, anh Quý Thành, anh An sẽ ở bên VPS. À, mọi người thấy cảm thấy hợp phong cách tư vấn của anh em thì mọi người về đồng hành cùng anh em nha. Mọi người chỉ cần có tài khoản VPS hoặc là SI thôi. Nếu mà chưa có thì mình mở mới, hoặc có rồi thì cũng có thể chuyển ID về nhé. Ok, EVF mua mới được không? EVF ngày hôm nay nếu mà đóng cửa xác nhận nằm hẳn trên 15.1 thì mình tham gia được. Tuy nhiên EVF này thì nó lại đang nằm dưới mây. Thế nên có thể đợt tới nó chưa tăng được nhanh, chưa tăng được nhiều đâu. Nhưng mà mình tham gia thì mình lấy vị thế thôi ha. À, tâm linh đó cái gì con nào nào Novaland thị trường tăng thì nó chỉnh, thị trường giảm thì nó lại tăng. con này được cái nó test lại 18 thành công rồi nè, thế là được cái vùng tích lũy thành công rồi đấy. HHV CTG hồi về giá nào vậy? HHV sẽ là 15.55. Ở đây vừa có cân bằng giao găm, vừa có khách sạn mở ra. Mình chờ thêm được HHV 15.55. CTG. CTG thì cũng là 34.4, cái vùng kỳ xuân phẳng cũng là khách sạn luôn đấy. CTG mình chờ thêm 34.4 nhé. Thành cho anh hỏi VGI, VTP có mua T cộng được không ạ? VGI mà đánh T cộng mà. Em thấy cái hai cây nến của VGI nó không được đẹp lắm nha, đừng đánh T cộng con này nữa. Nó đang ở trên đỉnh nó mới test có nhịp à, anh chị đừng có đánh T cộng nha. VGI em thấy cái lực tăng của nó đang bị suy yếu á, anh chị mình xem xét luôn.
VTP thì anh chị mình đánh lên thì cũng đâu được bao nhiêu đâu, anh chị mình đánh bây giờ mua là mua ở chỗ lúc ngay nó về nó test lại 72.7 á, thì còn đánh lên ăn lên được tới đây thì anh chị mình có ăn được tầm 14% hoặc là 13% gì đấy, à, lên khách sạn thì còn 13% gì đấy. Mà chứ anh chị mua ở đây thì bây giờ lên khách sạn chị ăn được bao nhiêu đâu, ít nhất thì anh chị mình ăn được có tầm 5% mà. Nếu anh cảm giác anh ăn được mà kịp tê thì anh mua nha, chứ em thấy là cái đoạn này hơi rủi ro. BGI với BTP nó tăng xa quá rồi, đừng có đánh nữa, đừng đánh T cộng đấy chị. Hoa sen 23.5 có nên cắt không Yến? Dĩ quá dĩ Hoa sen này hôm nay nằm được trên 22.8 là vùng cân bằng trong khung ngày thì nó sẽ tăng lại vì là vốn cho anh. Nhưng mà nếu mà mình nắm giữ được chung giá thì em thấy là vẫn có thể cầm tiếp được. Và ngoài ra, xin là bán HCM với SSI. SSI vừa rồi em có chia sẻ với mọi người rồi, SSI là 37.4 trở lên. 37.4 tích vượt qua được vùng này thì khách sạn hút về 37.95. Còn HCM lấy lại được cái zone rồi thì cũng đặt ra mục tiêu đầu tiên là vùng đen can 29.1. Vừa qua 29.1 thì về được cái vùng đỉnh cũ thời gian vừa rồi 30. Đây giờ lại chạy tiếp rồi. Đó thì em nói rồi, lúc đấy chị nào tích lũy được ngon như thế này mà không mua thì anh chị mình còn mua ở đâu nữa anh chị? LB Bank sắp tím luôn à? À, căng. À anh chị thấy không, ngân hàng không bán tháo là thị trường còn cơ hội quay quay đầu mà. Đấy, chúng ta đã có hai yếu tố rồi, ngân hàng không bán tháo, thanh khoản cạn kiệt. Đấy, chờ những cái nhịp mà toàn thị trường nó bùng nổ nữa thôi. Anh Novaland này thấy kê lệnh xong rồi lại mất tiêu hết nè, không ai bán nữa rồi. Anh chị, em là em nhìn em đâu có gì yến đâu anh chị, em làm sao có gì có can đảm mình nhìn yến anh chị. TV Bank năm âm 5% không nên cắt lỗ không là Cái nãy ở trên có anh 6% này anh 5% thì giữ đi anh chị mình thay phiên nhau. ha. Các anh chị theo dõi phiên live chiều của em với lại anh Thành đó, hầu như là xử lý mấy con khác, nhưng mà nhóm ngân hàng tụi em luôn khuyến nghị các anh chị là đã về tới những cái vùng bên dưới là mình cũng đừng có cắt làm gì đó, chỉ canh để nó nhịp hồi thôi. Đấy thì hôm nay là có liên Việt nè, đấy, nó kéo lên nhịp này cũng là tương đối tốt đấy, vượt đỉnh rồi. Cây hôm nay tím 18.85 là chạm cái đỉnh cũ đấy, ngày mai kéo lên nữa là vượt đỉnh luôn, là tương đối tốt đối với nhóm ngành ngân hàng hồi phục hết rồi. Đó là TP TP Bank nó cũng là đang có một cái nhịp hồi luôn rồi, mấy con yếu yếu ở bên dưới như VP TP đều có một cái sự đảo chiều hết luôn. Đấy, nhóm ngân hàng vẫn là cái trụ cột chính của thị trường. Mình có tài khoản mình có ngân hàng trừ con SHB hoặc EB thôi, thì hầu như cũng đều có một cái nhịp phục hồi ngắn. Đấy, đều có một cái cơ hội để mở ra cho chúng ta tiếp tục nắm giữ nhóm ngành ngân hàng. Anh bảo đặt ATC hộ tôi cái anh chị đừng nói sớm quá Mấy hôm trước anh không mua rồi, cả hôm nay thị trường đang đẹp mà anh cứ muốn đặt ATC là sao? xin điểm mua của Hoa Sen đi lại. em hoa sen em chờ mãi đây. Hoa sen đoạn này anh chị mình tầm 22.7 22.8 này anh chị mình tham gia được rồi này. Đoạn này nó đang tích lũy quanh cái vùng giao găm nên anh chị mình chúng ta lượm nhặt từ cái quanh cái vùng 22.6 đến tầm 22.85 là ok anh chị nha. Cứ lấy một phần trước, còn trung hạn thì ok của anh chị, vẫn khá là đẹp. Chị mình cứ lấy gom nhặt dần được. Gom đi anh chị, tím cái là nhớ donate cho lệ nha chị nha. Gom thép với anh chị, thép thế giới đang đang từ đáy lên anh chị, chúng ta cứ kỳ vọng thôi anh chị ha. Nhớ nha anh chị, phiên hà lệ phím hàng đó, nhớ nhớ donate cho lệ nha anh chị, nhớ có lời donate nha. PDR ngắn hạn bao nhiêu chị Yến? Về đây là chốt ngắn hạn thì mình lại quay về đỉnh cũ rồi rồi tầm 33 chấm bích. Trước hết là hay là chốt phần thôi Yến? Chốt ngắn hạn này nếu mà chị Thảo Vi hỏi chốt ngắn hạn thì chắc là chị đánh T cộng đúng không?
Nếu mà mình muốn chốt thì chốt một nửa, sau đó chờ cho nó chạy tiếp. Techcombank mà thăm dò được không Thành ơi? À, đâu? Có, anh Tiến Lê Phạm hỏi anh thật. Techcombank thăm dò. Techcombank thăm dò vẫn được nhé. Cũng được, ngân hàng thăm dò bao thì thăm dò mà. Thăm dò lần này vẫn 20-30% thôi anh chị. Thăm dò mà anh chị đâu cần sợ đâu. Thăm dò cứ nếu mà nó anh chị mình nhìn thấy cái Techcombank nó vẫn đang tích lũy ở đây, nó lấp gáp xong nó tích lũy lại thì anh chị mình thấy thăm dò được 20-30% được. Mà đợt này theo em là thăm dò tầm 30 thôi, khi mà nó break đỉnh á thì chúng ta đánh, chúng ta gọi là break cái đỉnh ngắn hạn cùng giá 48.7 thì anh chị mình gia tăng mạnh sau nha, chứ còn giờ này chưa đâu chị. HSG đang cầm 21.8 chờ đó mới xúc. Ok, anh chị mình cứ chia chia phần ra để anh chị mình giải ngân là ok rồi. Đẹp. BBC giá 16 múc được chưa anh Thành ơi? BBC giá 16. 6 à? Ừ, 16 múc là được anh chưa? mua á, anh mua ngay dao găm mà, gần dao găm 15.9 16. Múc được rồi, múc múc đi anh. BBC quanh vùng giá này múc được. 15.6 16 quanh vùng giá đó. Chia tỷ trọng ra bắt đi. Múc mà múc tầm này đoạn này nhớ chia hai ra múc nha anh chị, đừng có múc full tỷ trọng nha, lúc đó là không đỡ đâu chị. 50 mua ở đây, 16, 50 còn lại thì chúng ta chờ 15.5, 15.5, 15.6, còn không thì đợi PVC nó vượt lên được vùng giá 16.3, 16.4 thì gia tăng nha anh chị. AS mở mua được không Yến? Ủa? À, rồi. À rồi nói tình trinh. ASM mua đến lửng lơ quá. ASM chưa chiến lược mua. Một là chỉnh hẳn về 12.3 thì còn mua được. Tại ở đây thì không có điểm mua rồi á. Ok anh chị, mà BB mua trung bình giá được không em? Là BB mà BB. biết giá bao nhiêu anh chị mình mua bao nhiêu À đúng rồi, quên xin hỏi trung bình giá thì được cho em xin cái giá vốn đó chị. Không có giá vốn sao biết trung bình ở đâu anh chị? Tạm Cà Mau có hồi được không? Xin điểm bán VCI, Yến ơi. VCI đấy, anh Thành có chia sẻ cho mọi người đấy. VCI đợt này là có vẻ phi mạnh đấy. Đầu tiên là mình sẽ ngồi về cái vùng cân bằng này trong ngắn hạn hiện tại 52.25, nhưng mà anh Thành đang chia sẻ với mọi người là có khả năng nó chạy tiếp đấy, nó giữ tiếp ạ. Liên quan tới anh nha, em tư vấn mà sao anh cứ Có em cứ cứ lôi anh ra vậy. dẫn chứng cho nó uy tín. CTS hồi ATC về giá nào? rồi. CTS đầu tiên hồi về cân bằng ngắn hạn 38 và 8.25. Vượt qua vùng này thì lại tiếp tục tăng tiếp thôi. VN-Index chào bông hồng mới tăng 10 điểm thật rồi. Tăng tương bừng thế này mà mọi người là chưa like, 1.000 like thì không ổn rồi. Anh chị mình ráng like cho em anh chị Like đi anh chị, trời tí không sáng nay được 1.000 like mà chiều nay không được 1.000 like là Cường về dí Yến đó nha anh chị. ha. À, dí Yến từ xa luôn á chứ không phải là dí Yến nó đợi về mới dí đâu anh chị, dí Yến từ xa luôn đấy. À MBB giá mua 24 chứ 24.3 trung bình giá được không em là OVP 24.3. ATC kéo rồi. Đấy. Nghe 24.3 thì anh chị mình cứ cầm ha. Khả năng là giờ mà anh chị mua thì nó hơi hơi kiêng sẽ, tại vì rạng sáng nay nó có về cái vùng cân bằng phía dưới quanh vùng giá 23. Sáng nay anh chị mình mua là cũng ok. Còn là phiên ngày hôm thứ hai của anh chị mình mua nó sẽ ổn hơn. Đoạn này thì anh chị mình chờ nó hồi lại rồi anh chị. Vẫn về được cái vùng giá để anh chị mình chúng ta thoát được. Về được giá vốn. Ok. Ok, like 1.000 like Yến hát được chị. Ô, hay. Đây Thì hôm này. nay có Mỹ Lệ, người đẹp, tên đẹp, giọng hay. Thế nên là chắc chắn là Mỹ Lệ cũng là một cái giọng ca rất là tiềm năng. Nhường cho em gái Mỹ Lệ và Mỹ Lệ hát thì anh Quý Thành sẽ rap cùng ha.
Trời, sân chơi này là chị Yến là em hát. À, chứ thế em chưa được nghe giọng hát của anh An bao giờ, thế nên là mọi người là có thể kỳ vọng là anh Thành rap này, anh An hát nha. Ủa gì vậy, gì vậy, cái gì Đoạn này vậy? là mới được một khúc rồi, cái này mới về hát một đoạn. Anh Thành rap là ok. Anh chị chưa nghe em hát đúng không? Nó không khác gì cái tiếng mà tiếng bò rống ngoài đường anh chị. Vậy những cái tưởng tượng nó như vậy đi anh chị nha. Này DRC nay vượt 30.8, liệu có về được 32.5? Đúng, DRC nếu hôm nay vượt 30.8 thì về sẽ về lại 32.9 chứ không phải 32.9 33 là đúng rồi anh chị. Có phải Euro Champions League đâu mà đá bóng vậy em biết. Đúng hay rồi, đúng rồi, nói chính xác, nói quá chuẩn anh. anh ơi. Anh game thắp hương ATC à? Em thấy là ATC đang vẫn còn đang ok mà anh chị. Nói chung là xanh được rồi đấy. Hôm nay thì nếu mà VN-Index nó vượt được cái vùng giá 1260.7 và 1261 đó thì cái lực tăng của sáng mai nó sẽ tồn tại, nó vẫn sẽ còn tồn tại anh chị. Nha. Theo em thì để mà ngon nhất là hôm nay nó vượt 6 1261 đóng cửa ở trên đó thì ok. Vô ATC cũng loanh quanh 1259 ha. Xem nó có vượt không đây. Hôm nay là ngày của Thành đúng không? Thành đã phá dốc được phiên đầu tiên rồi. Quá anh chị. Mừng quá, hy vọng là cái này sẽ là đánh dấu đảo chiều và ni mà kéo một phát từ giờ tới cuối tuần. Đấy, cơ hội các anh chị là về bờ để muốn cơ cấu, để gom lại tiền hay là muốn tiếp tục đặt niềm tin vào cổ phiếu, anh chị thoải mái hơn rồi đấy. Nó nhẹ đầu hơn rồi. Ô, anh chị lấy thế 1040 anh chị đang xem livestream trực tiếp rồi anh chị, giúp cho hai cho bốn anh em ở đây đi anh chị, được 1000 like đi cố lên anh chị, chỉ cần mỗi người một vài giây ấn một like thôi anh chị, dư sức anh chị nhé. 500 mà hơn 500 like rồi. Đúng rồi anh chị, hôm nay em phá lời nguyền thì anh chị phải like cho em chứ. À 1260 rồi. À, liệu hôm nay có vượt 1261 không? À. Nay thấy anh Thành được trai liền. Bây giờ là anh chị mình chơi em xấu trai đúng không? À, nhịp này mà phục hồi ổn ổn là có vùng chỉ số 1270 á, lấp được cái gap giảm ở đây là thị trường sẽ ổn định lại được trong ngắn hạn. 1270 10 điểm nữa nhanh mà, từ giờ tới cuối tuần 10 điểm cứ tăng túc tắc là lên thôi. Anh Hàng vũ trường ATC đã mua như là Phật rồi. Không, nếu nó đạp từ đầu phiên rồi anh chị. Nó đến bây giờ mà nói chung mà đến 2:40 mà nó chưa đạp thì nói chung là sẽ giữ, nó sẽ giữ. Mà muốn đạp ATC mà gắt á, là 2:15 như phiên thứ hai đấy là bắt đầu nó giảm và gây áp lực trong ATC luôn thì lúc đó nó mới đạp ATC. Còn mà vào ATC mới đạp thì thường sẽ là những cái phiên cơ cấu quỹ, trong phiên nó chỉnh nhẹ nhẹ thôi, vào ATC nó đạp sàn hàng loạt á, thì cơ cấu quỹ. Còn mà muốn mà đạp cho thị trường nó hoảng loạn như ngày hôm qua hôm kia thì phải tạo cái tâm lý trong phiên trước đã. Tới ATC là chỉ cần kích vài lệnh lên là cá nhân nó cũng sẽ kê theo, lúc đấy là gọi mới 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 đè được dữ dội. Và ATC thì giờ thấy bình thường mà, 1258, 1259, 1260 đang nhấp nhả đây, thì nếu mà có đạp sóc thì cũng về lại 1257 vẫn là ở ngay cái zone. À, anh Hà Linh sắp vào thành phố Hồ Chí Minh à? Ok anh. Thành em ở Tân Bình, An ở Gò Vấp. Không Gò mà anh cứ vào Sài Gòn đi, anh ở đâu thì tụi em sẽ sắp xếp là đi với anh luôn, không sao hết, anh vào địa bàn của tụi em rồi mà. anh ở đâu, em Phi Châu đến anh chị. TSH gia tăng được không? Lệ, TSH gia tăng được không Lệ? Okay. Giá đang 16. Ở đây TC tham gia thành công giá 43.7 chưa?
Ui. 16 rồi đâu vậy? Tớ chắc 16 rồi đó. Nó lấy là nằm trên tên ca luôn á. Cho tăng được không? Cũng căng Mày chứ. Nó đang ngay thật trên căng cả. Nó đang ngay trên cả. Cho tăng cũng luôn căng chị. nha. Cho anh xin vào team Ichimoku được không? Được anh chị. Ichimoku đang tuyển dụng đó nha anh chị nha. Vào team anh chị. Liên hệ với Cường anh chị nha. Liên hệ với Cường. Nha anh chị. Cường là team lead anh chị. Cường là liên hệ với Cường để vào Ichimoku liền anh chị. À, anh vào với ý định gì? Em thấy anh vào ý định là quê rất là nhiều bây Nãy nãy mới kêu là yêu em Yến lắm, tự nhiên giờ xin vào team với Chimoco cô nghe thấy ghê ghê nha. giờ. Anh chị Ok, mình ý đồ nha, có ý đồ. Lê Hoàng nè, hôm nay là anh lập đàn phong thủy, công lao của anh ấy. Cảm ơn anh nha, ngày hôm qua hôm kia anh cũng lập nhưng mà cái job anh Thành bự quá không cản được, hôm nay là bắt đầu là có hiệu hiệu quả rồi. Tức là phong thủy không thể là tác động đúng không? Từ từ tác động từ từ đúng không? Anh Hoàng kêu anh Thành là sắm cây cối để trong nhà đi mà vẫn chưa để, chưa thấy chân gì hết mà. Không, em có cây khác anh chị. Novaland 18 ăn được không? Ăn được anh chị. Theo em là nó test lại 18 thành công rồi đấy. Hôm nay nó test nó nằm trên 18 là em thấy thành công rồi anh chị. Thanh khoản của hai phiên hôm nay, hai phiên đạp của Novaland á, đạp từ nó đạp từ vùng giá nó vượt, nó chưa vượt đỉnh được á, 18.9 mà đạp về hai phiên á, mà em thấy là cái thanh khoản nó cũng quá cao. Novaland theo em ăn được. TNG giá 422.4 có cần hạ bớt tỷ trọng không các anh em? Không cần đâu anh chị, đoạn này nó quay trở về được 22.4 cho anh chị mình là về bờ luôn. Đoạn này ngắn hạn đối với TNG vẫn ok anh chị nhá, vẫn có một cái lực mây đỡ hỗ trợ khá là lớn. Anh chị mình yên tâm nha. Sáng Hôm nay mới qua yêu em Thảo là sao? hả? Sáng nay mới kêu yêu em Thảo. Anh À sao vậy? yêu anh yêu nhiều em quá anh. cái đó gọi là trái tim nhiều ngăn đó, mỗi ngăn là có một em á. Hôm qua không biết cái vấn đề gì mà nhóm dệt may bị đạp. Con ghiêu là dính nặng nhất, hôm qua Ghiêu con là ghiêu là dính nặng nhất, ghiêu làm giờ chỗ cũng đã phục hồi nhẹ nhẹ này rồi. cái hy vọng nó hồi lên được, vượt được, nó vượt lên được thì ok. Nó vượt lại được 20 36.6 36.7 ok. Thì hôm qua nó bị cái gì mà nó xà luôn ta? Quên Không luôn. hiểu, hôm qua không biết, tối cũng đi lò dò nhưng mà hầu như là không có cái tin nhất, chỉ có là một cán bộ là rời, gọi là sao ta, cái này có thể là Gil nó rút vốn một phần nào đó của cái đơn vị lên thư rồi nè, Cái tin là đó. chỉ có cái đó thôi, nó còn không có cái gì nhiều hết, mà nó không biết hiểu là sao hôm qua lại sàn. Còn những cái tin tức liên quan tới thị trường xuất khẩu dệt may này cũng không có cái gì xấu hết. TNG vẫn ổn đúng rồi, TNG vẫn ổn. Vindex 1260.89 rồi. Căng nhà căng anh. 261 Được 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 anh chị. Chúng ta phá dớp, phá dớp được ngày là ngày sau đó nó cứ tiến như vậy đúng không anh chị? Để em cướp cái dớp của Cường nghe anh chị nha. rồi anh ơi. Đấy. Đấy, thị trường lên như thế này là các anh chị sẽ rất là vui đúng không? Sẽ tìm điểm mua. Đấy, nhưng mà cái đoạn này thì theo là chúng ta vẫn cần phải bình tĩnh chứ nha. Chúng ta chưa nên vội mở mua ở cái đoạn này ngay đâu. Nếu mà mua thì chỉ nên mua lấy vị thế những cái mã cổ phiếu nào nó đã có về vùng hỗ trợ, hoặc là các anh chị đang có sẵn hàng là mua thêm một ít để cơ cấu thôi. Đấy, còn như em có chia sẻ là cái tuần này là cái tuần hồi phục, là cơ hội để chúng ta xử lý tài khoản một cách gọn gàng hơn. Đấy, tỉa nhỏ tỉa bớt những cái mã cổ phiếu yếu, những cái mã cổ phiếu nhỏ trên danh mục đi để có lại sức mua. Khi mà thị trường nó đã hồi phục lại những cái vùng cân bằng rồi, đấy, có thể là nó đi lên được, chỉ số lên được vùng 1270. Đấy, nhưng mà không phải là cả thị trường, tất cả các mã cổ phiếu, tất cả nhóm ngành nó sẽ đều tăng mạnh hết, mà nó chỉ tăng tới cái mức đó thôi. Nó chỉ tăng tới cái ngưỡng hồi phục thôi là nó sẽ bắt đầu tích lũy lại. Đấy, những cái nhịp như vậy thì chúng ta nên là để sức mua, để dành tiền.
tìm những cái mã cổ phiếu mạnh để chúng ta tham gia. Đấy, như em có chia sẻ ban đầu là sắp tới sẽ kỳ vọng là nhóm thép và bất động sản. Đấy, đâu đó thêm được là nhóm chứng khoán và đầu tư công, một vài mã thôi chứ không phải là toàn ngành nha. Nó sẽ có những cái nhịp phục hồi và bật tăng khi mà thị trường đã quá tăng quá nhiều, mà nhóm này lại rất ít mã cổ phiếu nổi bật, rất ít mã cổ phiếu tăng mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Anh chị thấy để ý là sẽ nhận ra thôi. Đấy, những cái nhịp cuối như cái chu kỳ con DG ấy, nó tăng là các anh chị thấy không, cuối 2021 cái lúc mà thị trường đã vào cực thịnh rồi là con DG mới tăng, mà trước đó là những cái mã chứng khoán, những cái mã ngân hàng nó tăng miệt mài rồi mà DG lại không có nhúc nhích hết, ai cũng chê hết mà. Tới đoạn cuối sóng lúc đấy là bắt đầu đội của anh Bảy vào hô hào là DG sell nè, lên cực kỳ mạnh luôn, lên gọi là không mua là không có điểm nào nó chỉnh để mà mua hết. Đấy, thì đây chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái nhịp ngắn như vậy để nó đánh cái nhịp nước rút cuối cho cái con sóng tăng mạnh nhờ cái nhóm ngành ngân hàng từ cuối 2023 đầu 2024 tới bây giờ. Đấy, sau cái cú này rồi thị trường nó sẽ có một cái vùng mua mới cho chúng ta đánh cái nhịp của cuối năm nay nữa. Đấy, thị trường nó sẽ đi lên và điều chỉnh, đi lên và điều chỉnh một cách có kế hoạch của tổ chức người ta đã đề ra rồi, chứ không phải là nó đi bất giác như anh chị cứ sợ là lái hãm hại, lái thấy mình mua bắt đầu đè đâu. Cái này nó đều có một cái con đường, một cái lộ trình đã được định sẵn rồi, mà cái diễn biến nó có sẽ là sơ xích, nó sẽ là hơi khó khăn giúp cho các anh chị thôi. Anh chị có kế hoạch, có một cái tầm nhìn nó rộng rộng một chút xíu, thì những cái phiên rung lắc như vừa rồi á, là các anh chị như mà một số anh chị mà đang cầm cái mã mà TCH giá 13 đấy, thì nó lên 16 nó đạp lại tới bây giờ là rất là bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Đấy, nên các anh chị mà đánh ngắn và đánh dài thì vì thế nó sẽ khác nhau, tâm lý nó sẽ khác nhau. Đấy, nên là cái việc đi vốn nó cũng sẽ ảnh hưởng, nó cũng sẽ không có giống nhau được. Anh dạy anh chị bài giao dịch đấy nha. Này không là chia sẻ thôi chứ không phải dạy anh. Mình chưa chắc gì mình giỏi được bằng các anh chị nhà đầu tư đâu mà dạy anh. Hay là mình chia sẻ thôi. Hả? Hôm nay có em Lệ phong thủy tốt quá, chắc chuyển sang yêu em Lệ. Ngày mai cho em Lệ like tiếp nha anh Thành. Ok anh chị mình bấm like được, nhiều đủ 1.000 like ủng hộ em Lệ nha. Dạ anh chị mình ủng hộ anh chị ha. Lệ ít mấy anh, lệ là đuôi mấy lệ? Dạ. Lệ đuôi mấy? Đuôi gì anh? Lệ 3 hay lệ 4 em? Lệ 2. Lệ 2 hay chà. À để em xem phong thủy coi chừng là coi chừng là người lớn tuổi nhất rồi. Không, hai giá luôn anh à. Hai giá luôn anh rồi. Rồi em đang nghe được nhắc hai giá. À lệ hai anh chị. Này có một chị bói đúng rồi đó. Quá trận luôn. Rồi kết phiên hôm nay suýt thì chạm được mốc 62.82 rồi này, qua được cái mốc 1260 của anh Thành rồi này. Mọi ơi, người comment 4 số 1 chúc mừng anh Thành hôm nay phá dớp này nè. Quá tuyệt vời. Ok. Chắc, yeah. Hôm nay lại xuất hiện thì lại tổng kết cuối phiên nè cho các anh chị nhớ được giọng lại nhiều hơn. Yeah, ok. Đợi xíu hơn. Ok máy lắc. Ok, ngày hôm nay thì thị trường đóng phiên kết nến cái vùng 1262, tăng 12,47 điểm, 1%. Thì ngày hôm nay thì nhờ sự góp mặt của anh Quý Thành, ngày hôm nay đã phá được cái lời nguyền rồi anh chị ha. Chúng ta có 332 mã tăng và có 137 mã giảm. Và chỉ số của nhóm VN30 thì ngày hôm nay cũng có 22 mã tăng và 4 mã giảm. Thanh khoản ngày hôm nay thì cũng không có quá lớn với chị ha. Này thì vẫn ổn định thôi của anh chị. Thì chúng ta thấy được rằng là các mã cổ phiếu tác động đến chỉ số của chúng ta như các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng ngày hôm nay nổi trội có MWG thì cũng đóng góp cho thị trường khá là tốt, và nhóm giảm điểm thì có Vietcombank tác động khá là lớn đến thị trường, và cái thanh khoản ngày hôm nay thì nó cũng chỉ đâu đó một nửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay lại đánh giá thị trường chúng ta khá là tích cực. Tuy nhiên thì nếu mà để mà xét thị trường chúng ta trong giai đoạn mà dài hơn thì đoạn này em lại đánh giá thị trường chúng ta vẫn còn khá là nhiều rủi ro, nên anh chị mình chúng ta giao dịch trong giai đoạn này chúng ta nên cẩn trọng nhiều hơn quý anh chị nhé. Đấy là góc nhìn cũng như chia sẻ của em về tình hình của thị trường. Anh chị mình chúng ta yêu quý, anh chị mình nhớ dành ra một vài giây để like cho em Lệ đủ 1.000 like quý anh chị nhé.
Cảm ơn tiếng chị mình rất là nhiều ạ. Để em có lại có thêm nhiều động lực hơn là trong tuần này thì lên like cùng với quý anh chị và được anh chị mình ủng hộ mở tài khoản chứng khoán tại SSI, hoặc là anh chị mình có tài khoản ở VPS thì có thể là chuyển ID về như chị Yến, anh Quý Thành hay là anh Đức An quý chị nha. Cảm ơn tiếng chị mình rất là nhiều ạ. Ok. Cảm ơn lại. Ok, cảm ơn. Xin chào quý anh chị đầu tư nha. Chúc quý anh chị đầu tư có một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình và người thân anh chị. Anh em ITP ở đây, Hoàng Yến, Mỹ Lệ, Đức An và em Thành. Cảm ơn quý anh chị đầu tư đã ủng hộ cái phiên livestream chiều nay của bốn anh em nha. Hy vọng là những phiên livestream sắp tới của bốn anh em sẽ được sự ủng hộ của anh chị nhiều hơn. Ok, Cảm ơn xin mọi chào người và rất hẹn gặp nhiều. lại các anh Xin chị chào mọi những cái phiên người. live tiếp theo ạ. Ok, bye bye, tạm biệt anh chị nhà tư nha. Chào tạm biệt quý anh chị nhà tôi ạ. Chúc quý anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ quý anh chị ha. Ok. Ok, chào. Tắt rồi đúng không? Đợi xíu, sắp xong rồi.